từ từ đâu đem tới pháp âm truyền trao cho đời, vượt thoát ưu phiền trầm luân đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà, đèn soi sáng soi sáng soi sáng. Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Người từ từ khi vô thí đắm say trần duyên buộc ràng, lầm tướng sang giàu là chuyện hạnh phúc. Hành xa lánh vô nhau chúng sanh quay về trên phương giải thoát, giải thoát giải thoát. Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kẻ kính chuyên cần của chúng tu. Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sanh. Nam mô ta gieo cây lành trái ngọt mai sau. Nam mô Nam mô còn mê còn chấp say trong luân hồi tham sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi. Sao không lo tu rèn tâm luyện chi, tu đi tu đi. Ngày nào về lại quê cũ ở phương trời Tây đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc. Con chim mong yêu lo như nó biết bao lời ca Phật pháp, Phật pháp Phật pháp. Ôi tình pháp duyên tăng là kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Đừng chăm say danh lời chỉ đem buồn phiền vào cuộc đời thôi. Người ơi người ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa nhị vị trụ trì chùa Bửu Long, kính thưa ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Long Thuận, kính thưa toàn thể đồng đạo và cô bác gần xa hiện diện kính mến. Thưa lời quý vị, được biết hôm nay là ngày 24 tháng 11 niên Tân Mão, mà cũng là ngày lễ an vị của chân dung của Đức Thầy đến trước lễ đài. Chính vì vậy mà toàn thể đồng đạo trong địa phương cũng như quý vị nơi xa, vì tiền đồ Phật Pháp, vì dĩ nghiệp của Tổ Thầy, nên quý vị cũng cố gắng trở về đây để ủng hộ ngài đại lễ. Thì xin thưa cùng quý vị, thật sự mà nói, cô bác chúng ta hết sức là có một cái phước duyên lớn lao vì gặp được Đức Thầy là một vị Phật giáng sanh tại miền Nam nước Việt. Nên ngài đã cho biết, thương quá sức nên ta bệnh rịnh, quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực lạc. Và nếu nói theo lịch sử của Phật giáo thì cách đây trên 2.500 năm Thái tử giáng sanh tại đất nước Ấn Độ, và hôm nay thì Mai Duyên Thai Đức Thầy lại giáng sanh tại đất nước Việt Nam. Nên ngài đã cho biết, nước Việt Nam nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Và chính vì nhân duyên đó mà hôm nay toàn thể người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng như người dân tộc Việt Nam nói riêng đã ảnh hưởng được giáo lý cao siêu và quyền diệu đó, nên đến ngày đại lễ như nhắc nhở, như cảnh tỉnh, như dục thúc người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hướng về đấng cha lành và nhớ ngài kỷ niệm. Vậy thì giờ đây để tiếp nối chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy lắng nghe lòng mình để nghe qua hai giọng đọc rất là quen thuộc, đó là của tu sĩ Nguyễn Bé Bảy và tu sĩ Nguyễn Văn Lo, sẽ diễn ngâm lại một đoạn trong bài Để Chơn Gắt Bắt. Và trước khi nghe lại tác phẩm này, kính mời toàn thể quý vị ủng hộ cho chàng pháo tay. Nam mô A Di Đà Phật. Ma thòn nhỏ đã dồn rồi,
chiều lai trương bờm chớ thả trôi. Bên giác bờ mê mê phải chăng ly biệt hồng trần hỡi ai ôm liên hoa chinh phẩm mở ngọc toàn được linh thiên hoàng nay sai ta hạ giải giải khuyên truyền đạo lý giá vàng tham vui đào mận chẳng xong rồi trung hiếu giữ gìn phần con tôi thế sự bao la ta chẳng hoàng tiếng cành non bồng sẵn gì ngôi nước non náo nước dòng nồi hồng gắn chí kiếp tìm chủ nhân ông tuổi trẻ đầu xanh khoanh tay rê liễu lượng thắm tình tờ biển sông Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, giờ đây để tiếp nối chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời chú Tư Trần Ngọc Thạnh, trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Long Thuận sẽ đến đây có đôi lời phát biểu để chúng tôi xin nhắc chú. Và trước khi gặp gỡ chú Tư, kính mời toàn thể quý vị ủng hộ cho chàng pháo tay. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo, kính thưa nhị vị Việt kiều Mỹ, tôi rất hân hạnh hôm nay tại đạo tràng được tiếp đón hai ông bà từ bên Mỹ về. Đây là cũng cái dịp mà thương thầy mến đạo trở về đây để mà trung hưởng trong cái cuộc lễ đản sanh của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Kính thưa Việt kiều Việt Nam ở Sài Gòn, có Việt kiều Việt Nam ở Sài Gòn về nữa là Úc là. Thưa quý vị, đối với ban tổ chức chúng tôi vô cùng hân hoan và hân hạnh để trong cái buổi lễ đản sinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ, quý vị từ xa gần đến đây để làm cái phận sự của một đệ tử của Đức Thầy trong cái ngày an vị chân dung Thầy. Trong cái ngày an vị chân dung hôm nay, ban tổ chức cũng có sắp xếp cho đệ hường nói về đại ý cái ngày để lễ 25 tháng 11. Thưa quý vị, đây là một cái việc vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Nếu người tín đồ Phật giáo Hảo thì luôn luôn chúng ta nhớ rằng cái ngày nay, có ngày nay mới có đạo Phật giáo Hòa Hảo. Nếu không có ngày nay thì không có đạo Phật giáo Hảo. Nếu có đạo Phật giáo Hảo thì chúng ta là người tín đồ Phật giáo Hảo phải luôn luôn tuân thủ giáo lý giáo luật của Đức Thầy và tôn chỉ hành đạo của Thầy. Chúng ta luôn luôn hằng ghi nhớ những cái
đặc biệt mà Đức Thầy đã trao cho chúng ta như vậy. Chúng tôi thay mặt ban tổ chức vô cùng hoan nghênh quý vị có một tinh thần đặc biệt về đây đông đủ để mà dự cái lễ đản sanh của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thay mặt ban tổ chức cầu chúc cho quý vị trước thềm năm mới chúng ta được hưởng được cái mùi xuân trong an lành của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt toàn thể chư vị đồng đạo xin chân thành cảm ơn chú Tư Trần Ngọc Thạnh đã có đôi lời phát biểu cũng như gửi gắm cùng quý vị trong ngày đại lễ hôm nay. Xin thưa cùng toàn thể quý cô bác gần xa, giờ đây để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy lắng nghe lòng mình để nghe lại một đoạn trong quyển thứ nhì của Đức Thầy sẽ do hai độc giảng viên Nguyễn Thanh Tuấn và cô Thái Thị Nhiễn thành kính diễn ngâm. Nhận thấy hai đồng đạo đã tách rời chỗ ngồi và tiến đến kính lễ chân dung Đức Thầy, vậy mời quý vị ủng hộ cho chàng pháo tay. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niềm Di Đà, lại được gần bể ngọc long xa, coi chư quốc tranh giành châu bao. Trai nhỏ tuổi kính thành trưởng lão, gái bé thơ biết chồng tuổi già. Sáng tỉnh tâm dẹp được lòng tà, thì được thấy Phật tiên thần thân. Về cung giờ hài nên xa lắm, theo gương hiền trao sửa làm người. Mà bao tanh chẳng lo cài thiện, miệng dương thế hai bài nói quyền, sắc thánh hiền ghét kẻ nhiều lời, khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời, cõi hạ giai rồng mây chơi dần. Ở chòm sớm đừng cho nhớ bận, ráng giữ gìn phong hoa nước nhà. Câu tam tùng bọn gây nước ta, chữ hiệu nghĩa kẻ trai cho vẹn. Ghét những kẻ có ấm bọn sen, thương những người đói rách lương gì. Muốn tu hành thì phải
Nam Mô A Di Đà Phật. Thì xin thưa cùng toàn thể quý đồng đạo gần xa, đối với người tín đồ Phật giáo hòa hảo, ngoài cái việc lo báo hiếu cho tổ tiên cha mẹ cũng như là lo đất nước đồng bào xã hội thì cũng phải lo đền ơn Tam Bảo, vì đó là trong tứ ăn mà Đức Thầy đã chỉ dạy. Cho nên có đoạn khác Ngài đã cho biết: đến ngày biển cạn non mòn, tứ ăn đã trả chẳng còn tội căn. Hay là xưa kia Đức Phật cũng đã nhắn nhủ với môn đồ rằng: các con muốn đền ơn ta ư, thì giáo pháp của ta đó, các con hãy cố mà học đi, gắn mà hành đi, quyết mà truyền đi. Mỗi cúng dường chư Phật không bằng đem giáo pháp của ta mà quảng bá. Vậy thì giờ đây để tiếp nối chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời tu sĩ Nguyễn Văn Hường sẽ đến đây gặp gỡ cùng quý vị trong ngày đại lễ hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Kim Sơn Phật. Như thường lệ, lời nói trước tiên, chúng tôi xin lễ phép cúi đầu kính chào toàn thể quý cô bác, anh chị em, đồng đạo xa gần đang có mặt trong hội trường kính mến. Kỳ này khỏi nhắc ha, mấy kỳ trước bắt nhắc ha. Kính thưa chú Tư Trần Ngọc Thạnh cũng như tất cả quý chú bác ở trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trong địa phương xã Long Thuận, kính thưa chú Ba và chú Út là hai vị trụ trì của chùa Bửu Long, và nhân đây chúng tôi cũng xin báo tin mừng cho cô bác anh chị em mình là chùa Bửu Long giờ đây đã sắp sửa có tân trụ trì. Tức là gần đây thì con cũng như đồng đạo đây rất là lo, là bởi vì chú Ba và chú Út sức khỏe đã lớn rồi, vì một ngày nào đó chắc mấy chú cũng phải về Phật thôi. Nhưng mà nếu như chùa Bửu Long không có người kế thừa thì con nghĩ sẽ rất là quạnh hiu. Nhưng mà rất là mừng thì trong những ngày trước đây có một anh tu sĩ cũng đã có nhiều năm tu học, địa phương thì ở Phú Thuận, tức là giáp ranh với xã Long Thuận, anh đã phát tâm trở về đây. Thì em cháu mong rằng anh sẽ có cái duyên sâu để sau này tiếp thừa cái dĩ nghiệp hương khói cho ngôi chùa và cũng truyền bá Phật Pháp. Mong rằng tất cả các bác anh chị em chúng ta sẽ ủng hộ với cái việc làm này cũng như cái việc hết sức là thiêng liêng. Cô bác mình có đồng ý không? Kính thưa quý bậc lão thành, kính thưa tất cả cô bác anh chị em đồng đạo xa gần có mặt kính mến, thì như vừa rồi dĩ dẫn chương trình tức là đại mãi đó có giới thiệu, hôm nay trong cái ngày lễ đản sinh địa phương xã Long Thuận rất là vinh hạnh được sự tham dự của tất cả cô bác anh chị em đồng đạo xa gần, từ ở Cần Thơ rồi An Giang, Đồng Tháp, rất là nhiều nơi trở về đây, rồi thành phố Hồ Chí Minh nữa. Cũng như nghe nói đâu quý vị ở Cần Thơ là cũng rất là vất vả đó quý vị, đi từ hồi 2 giờ khuya tới bây giờ lên tới trên này thì thôi cũng rất là hoan nghênh. Rồi cô Út từ Sài Gòn trở về đây, hay tất cả các bác anh chị em mình ở nơi khác, cũng vì cái tình thương mà quý vị không có nài sức khỏe và thời gian để đến đây tham dự, làm cho cái đạo tràng hôm nay hết sức là ấm áp. Và một điều đặc biệt nữa, tức là được sự có mặt của quý chú, quý anh, quý chị từ ở bên USA gì đó, tức là bên Mỹ á, nhân dịp trở về quê hương. Và trong cái kỳ đại lễ này thì quý anh, quý chị, quý chú có nhín thời gian đến đây để mà tham dự. Vậy thì hôm nay ban tổ chức cũng như bản thân em cháu rất là vui được cái sự quan tâm của toàn thể quý vị. Thì thôi, lời nói trước tiên, để Hường xin thay mặt cái ban tổ chức cũng như đồng đạo trong địa phương xin nghiêng mình nhận lãnh cái thâm tình mà tất cả quý vị đã dành cho chúng tôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý cô bác anh chị em, như thường lệ, tức là mỗi khi đến cái dịp lễ 25 tháng 11 hay là lễ 18 tháng 5 thì ban tổ chức với cái tấm lòng ưu ái có dành cho đại hường một cái khoảng thời gian nho nhỏ để được gặp gỡ tất cả quý cô bác anh chị em chúng ta trong cái môi trường Phật Pháp. Thì thưa quý vị, mình cái năm nay đó lẽ ra là con không có được để mà lên đây gặp gỡ cô bác mình đâu, bởi vì mình nói chuyện nhiều lần quá rồi, có khi cũng động tới trung ương nữa,
mà đệ Hường đó là giảng viên ngoài luôn, không có giấy tờ gì hết trơn mà nói hoài à. Cho nên quý chú cũng bị khiển trách lắm, nhưng mà quý chú nói thôi bây giờ mình làm đạo nó vì đạo thôi. Chú Tư nói lỡ mà có gì đó không xong thì cuốn đồ về. Ta nói, ta nói cái câu người xưa ta nói là sao nè cô bác anh chị em, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn leo lét suốt trong đêm. Để chú Tư mình sáng lần rồi tắt luôn cũng được nữa. Có người người ta làm cả năm 10 năm cô bác anh chị em mà không có cống hiến được nhiều cho Phật Pháp, thì con nghĩ cho dẫu làm nhiều ý nghĩa cũng không cao. Còn chúng ta có làm một hai nhiệm kỳ hay là một hai năm đi chăng nữa mà chúng ta làm được hết ý đối với đạo thầy, xiển dương được giáo lý đức thầy, thì con nghĩ đó là một cái tiếng thơm bất diệt đó cô bác anh chị em. Vì vậy mà ban tổ chức cũng hết sức là gan dạ và hết sức là chân thành đối với đạo. Thôi cô bác mình cũng dành cho ban tổ chức một tràng pháo tay cô bác anh chị em. Thì thưa cùng quý vị, con thấy làm như cái cuộc lễ hôm nay đó là không có đông bằng hồi 18 tháng 5. Nhưng do là bởi vì hồi nào 18 tháng 5 đó con có một cái chuyến đi Phú Quốc, vì vậy mà sau khi nói chuyện xong rồi con đi liền, không có được tiếp khách, cái đồng đạo cũng phiền nhiều lắm. Nó thôi để mà đi như vậy mai mốt tôi không có lên chùa nữa. Mà thiệt có một số nhị tình lên, có một số không lên, thì ra lần này hơi ít hơn lần trước. Nhưng mà con đã hứa rồi, lâu lâu mới đi một lần thôi, chứ đâu phải lễ nào cũng đi đâu. Cho nên lễ này thì mấy con không có cái lịch đi đâu hết, thì ở tại chùa Bửu Long Tự để làm phận sự cho nó được đầy đủ trong cái buổi đạo tràng hôm nay. Thì thưa cùng quý vị, hôm nay con với cô bác anh chị em mình đã bước vào cái kỷ niệm đản sinh của Đức Thầy chúng ta. Và mỗi khi cái kỳ lễ tới thì làm cho con và cô bác anh chị em chúng ta luôn nhớ lại cái sứ mạng hoằng pháp của Đức Thầy, cô bác anh chị em. Cũng nhờ cái ngày này mà tất cả chúng sinh nói chung, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, được hưởng một cái nguồn giáo pháp hết sức là lợi lạc do Đức Thầy chúng ta mang tới. Mà Đức Thầy mình đó, Ngài cho biết quê hương Ngài đâu phải ở đây đâu, cô bác anh chị em. Ngài cho biết làm sao nè: Bồng Lai điên dài có ngôi, Tây phương cực là khủng ngôi tòa sen. Nhưng mà vì cái gì mà Thầy xuống đây quá anh chị em? Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa. Cho nên Tây phương trở gót quá xa đàn, thương xót Nam Kỳ lại An Giang. Thành ra từ bên Tây phương mà trở về đây rất là xa đàn, nhưng vì bổn nguyện, vì thương chúng sinh mà Đức Thầy phải lâm phàm. Cho nên chỗ khác Thầy cho biết sao nè cô bác anh chị em, là lòng thương Lê Thứ đáo ta bà, thừa chuyển pháp luân dụng khuyến ca, để nhằm mục đích là cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, dạy răng kẻ tục vượt nơi hà. Nói tới đây con mới nhớ đó, chính vì cái công cao cả như vậy mà ngày xưa cô bác anh chị em ông Nguyễn Thanh Tân đó, sau khi mà ông ta tới tổ đình để mà được gặp Đức Thầy, nghe đạo lý, cùng vấn hỏi Đức Thầy về chương trình Phật Pháp, và cảm kích được cái nghĩa cử đó, ông có làm một bài thơ để mà gửi đến Đức Thầy như thế này. Ông ta nói là: đạo đức bủa ra khắp cõi trần, ơn Thầy phổ quá nặng ngàn cân. Ông ta nói cái ơn của Thầy mà dạy đạo đó nó nặng không biết nhiêu mà nói tới ngàn cân nữa. Và ông ta nguyện là ngậm dành mong trả duy muôn phở, nhã ngọc lâm đền nguyện một thân, sủ xếp lũ bàn còn đợi gió, u ơ bầy bướm hãy chờ xuân, hội lành rồng gặp cơn mưa móc, chi để nho dân khói lửa tần. Đức Thầy mới đáp họa lại, Thầy nói là thương tưởng người mê lão xuống trần. Sở dĩ mà Thầy xuống trần là vì thương tưởng người mê, tức là tất cả chúng sinh còn mê, cho nên Thầy muốn xuống đây dạy đạo. Chứ con với cô bác mình với tất cả mọi người mà giác hết rồi đó, Thầy không muốn xuống đây làm gì. Tại vì Thầy nói sao là chúng sanh mê nên đem pháp thuyết, mai mốt mình đó giải thoát rồi pháp bất khả dụng. Giống như mình bệnh mình mới đi bệnh viện, chứ mạnh đi bệnh viện làm gì. Thành ra chúng ta còn mê cho nên chúng ta phải nghe đạo, chúng ta phải tu. Vì chúng sinh còn mê cho nên Đức Thầy mới xuống đây. Cho nên Thầy nói là thương tưởng người mê lão xuống trần, ngạc gì chưa dẹp lũ quỳnh cân. Và nghe tới mấy câu này rất là xúc động là cô bác anh chị em. Lòng yêu sanh chúng luân chuyển kiếp,
giá dương trần đổi sắc thân, lèo lai sang rồi còn ngược gió, cánh trướng chưa gặp cuộc phù dân. Và thầy than là nghe, sang hè con buốt sầu mưa móc, đòi thấy đời nay học thôi tần. Thầy nói tuy thầy xuống đây dạy đạo rồi, nhưng mà nó cũng chưa có thuận tiện, chưa có hành thông nữa. Người nghe đạo lý thì mê, còn kẻ lại nhúng trề, nói lão kiếm cơm. Cho nên thầy nói là còn ngược gió đó cô bác anh chị em, được cánh trương chưa gặp cuộc phù dân. Tức là cái cánh buồm mà không có được cái làn gió đó thì cánh buồm không thể đi xa được. Đạo mà không gặp thời thì đạo cũng không thể phát triển được. Nhưng mà Đức Thầy nói tiếp đó, hôm nay Đức Thầy không phải là một người thường, mà là một vị nhân à, người siêu thường trở lại đây để dạy mình. Cho nên mình hãy cố gắng đi. Cho nên Thầy nói tiếp nào. Giảng lý trường thành khí cầu dương, thanh phong tiết hành dĩ luân thường, dĩ nhân tái thể từ bi thuyết, đào tế long xà thoát quả. Con đọc mấy câu này cô bác mình nghe có nhận được cái gì không? Chứ con nghe mấy câu này con rẩn óc á. Thầy nói dị nhân tái thế từ bi thiết. Dị nhân là gì? Dị nhân là cái người khác thường, không phải là thánh mà cũng không phải là phàm. Ủa sao kỳ vậy? Không phải là phàm là bởi vì Đức Thầy chúng ta là thánh, mà không phải là thánh là vì Đức Thầy chúng ta mang sắc phàm. Cho nên gọi là dị nhân. Cũng giống như trong Viễn Nam Thầy nói đó là thân tuy còn tốt mà tâm lìa cõi mê. Tức là theo như thế gian đó, chúng ta mang sắc phàm, chúng ta phải mê muội, phải bị ở trong nghiệp báo dài dò. Nhưng Đức Thầy chúng ta mang sắc phàm mà tâm hồn của Đức Thầy chúng ta là thánh thiện. Cho nên gọi là dị nhân tái thế từ bi thiết. Đức Thầy trở lại thế gian này nói lên cái thiết từ bi, và chúng ta làm theo là đào tị long xà thoát quả ư. Đào tị là gì? Đào tị là chúng ta phải trốn né. Long xà, long là rồng, xà là rắn. Rồng và rắn là tỷ dụ cho tham sân si của chúng ta. Nếu như tất cả mọi người nghe được cái lời của Thầy, biết tránh né tham sân si, thì chúng ta sẽ thoát được quả ư. Rất là chân xác, đó là thiền định. Và cái câu tiếp theo Thầy khuyên chúng ta, nếu như mọi người chưa có đào tỷ long xà được, thì hãy cố gắng mà niệm Phật. Bây giờ nhất thời mình chưa diệt được tham sân si, phải không? Thì hãy ráng mà niệm Phật, các bạn xem từ từ sẽ diệt được. Cho nên Thầy dặn thêm, dặn lòng lúc từ mưa đừng say, qua bể về quê ngõ chuột hai, tiếng cảnh kìa kìa gần lỗ dè, và người hữu phước đến liền đài. À, vậy thì Đức Thầy vừa dạy cho chúng ta tu thiền định để triệt phá tham sân si, vừa dạy chúng ta cố gắng niệm Phật để sau này chúng ta được đến liên đài. Liên là sen quá, liên đài là đài sen, tức là chúng ta sẽ được đến cửu phẩm liên hoa, sẽ được vãng sinh về thế giới an lành, không còn bị luân hồi sanh tử nữa. Mà Đức Thầy chỗ khác cho biết là câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc, rất là quý báu. Vậy thì hôm nay trong cái việc mà truyền bá Phật pháp, chúng ta phải cần có một cái tinh thần cao độ, phải biết đặt cái bổn phận của mình đối với giáo lý của Đức Thầy. Bởi vì tất cả mọi người ai cũng ý thức như vậy thì con nghĩ rằng đạo sẽ được phát triển rất là nhanh. Cho nên cô bác anh chị mình biết là ngày xưa khi mà thành lập ban trị sự, Đức Thầy có nói là phải trong đó gồm có ban nghiên cứu đạo Phật,
rồi ban truyền bá và ban chuẩn tế, điều đó không thể thiếu. Và trong cái lúc mà truyền bá Phật pháp, chúng ta phải gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà với người con Phật thì chúng ta không có ngại trước cái gian lao khổ khó. Cho nên chúng tôi còn nhớ là có một lần cô bác anh chị em đức thầy đi xuống Bạc Liêu đó quý vị, mà lúc này ông Trung Bác Khánh đó, ông ta vừa xây xong cái ngôi chùa Phật giáo Hòa Hảo và thỉnh đức thầy tặng cho một cái câu liễn để làm cho cái ngôi chùa nó có phần long trọng. Thì đức thầy liền làm một câu như thế này, có anh chị em thầy nói là Phật pháp khai thông, khổ hải trùng trùng tâm bất khiếp, trần duyên bế tắc liên đài, điệp điệp đạo vô cùng. Tức là đức thầy muốn nói khi mà chúng ta truyền bá Phật pháp làm cho đạo được hưng thịnh, thì dầu cho có khổ hải trùng trùng đi chăng nữa, nhưng mà tâm chúng ta không có khiếp là không có sợ. Rồi trần duyên bế tắc liên đài, điệp điệp đạo vô cùng, chúng ta phải làm sao cho cái duyên trần chúng ta nó không còn sinh ra nữa, thì đạo chúng ta mới có thể nói liền được. Còn ai tu mà khiếp sợ trước cái việc truyền bá Phật pháp, thì cái trần duyên chúng ta không bế tắc, mà đạo chúng ta cũng không thể nói liền. Thành ra hôm nay không phải nói mình ca ngợi, bữa nay sao ca ngợi hoài lỡ chúng tư. Thành ra con thấy ban tổ chức ở đây cũng vậy, nó khổ hải trùng trùng nhưng mà tâm bất khiếp. Người ta hâm cắt chức kìa mà kệ. Rồi sớm chú tư còn nói có gì mấy con nhớ đem cơm cho chú nha. À thì thôi, rất là quý báu. Thôi bây giờ nếu như cứ ca ngợi hoài thì con nghĩ là hết thời gian, mà không phải ban tổ chức mà làm được, mà không có sự tham dự của quý vị mình, thì con nghĩ là sẽ rất là lạnh lẽo. Cho nên con mong rằng cứ mỗi khi lễ tới, ban tổ chức còn có khả năng để tổ chức, thì quý cô bác mình hãy vì tinh thần Phật pháp mà trở về Bửu Long Tự để mà ủng hộ, để cho chương trình Phật pháp được kéo dài và không bị sao lãng với thời gian. Thì thôi, đến đây con xin phép dừng lại cái lời nhận xét, để trở lại con xin được nói chuyện cùng tất cả cô bác mình qua một chủ đề trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Thì đã mấy năm rồi, trong mỗi cái ngày lễ quan trọng như thế này, thì con đều có nói cùng tất cả quý vị qua một cái đề tài được gạn lọc trong giáo lý Đức Thầy. Thì hôm nay con xin được lựa một cái đề tài, chọn một cái đề tài, bởi vì quý vị mình biết gần đây á thì Phật pháp rất là hưng thịnh, cho nên á chúng ta nghe đạo cũng rất là nhiều. Bây giờ đồng đạo mình ở nhà đó ha, là có thể nghe suốt ngày không hết đĩa đó, nghe ngày này qua ngày khác cũng không hết đĩa. Vì vậy mà con chỉ nghĩ là chọn những cái đề tài hay, nhưng mà có khi chúng ta đã nghe rồi thì cũng không thể trình bày được. Cho nên con chỉ chọn những cái chủ đề nào mà ít có người nói và chính con cũng chưa nói nữa, con gửi tặng quý vị mình. Cũng như không biết cái món đó ngon hay không mà mới là thấy có lý, còn cái món đó cù lao đi chăng nữa, nó tôi mới ăn ngày qua thôi dẹp giùm đi. Vậy thì con cũng cố gắng để chọn những cái chủ đề nào mà quý vị mình ít có được nghe và con cũng chưa có từng nói. Thì hôm nay con xin được gửi đến quý vị mình một chủ đề như thế này, là phép lạ giữa đời thường. Quý vị mình có nghe chưa? Thì cái chủ đề này đó, nếu mà nói cho đủ là nó phải tới 4 từ, tức là thần thông và phép lạ. Nhưng mà nếu nói thần thông và phép lạ giữa đời thường thì theo lực dân chương nghe nó không hay, cho nên con xin bỏ cái từ thần thông và con chỉ nói là phép lạ giữa đời thường. Thì trong phép lạ và thần thông này nó chỉ là một thôi, có khi phải nói thần thông mà có khi phải nói phép lạ. Thì bắt đầu chúng ta đi vào cái chủ đề, thì thần thông và phép lạ như thế nào? Thì thưa cô bác anh chị em, tất cả con và quý vị mình hay là tất cả chúng sinh, người ta đều có một cái quan niệm á, là khi nói tới đạo á, tự nhiên người ta có một cái suy nghĩ là đạo phải có một cái gì linh diệu, quyển hoặc xa vời, thẳm sâu mà cái khả năng chúng ta không tìm ra được. Và không biết để diễn tả như thế nào, người ta gọi đó là nhiệm màu, là thần thông, là phép lạ. Vậy thì ở đây trước nhất là chúng ta tìm hiểu cái từ phép lạ là như thế nào, các bác anh chị. Bây giờ chúng ta tìm hiểu chữ phép. Chữ phép đó, nó có nhiều nghĩa lắm quý vị mình. Cái nghĩa thứ nhất, chữ phép cũng gọi là pháp, là cái luật đặt ra thành một cái thói quen mà mọi người ai cũng phải tuân theo, gọi là phép hay là pháp. Chữ phép cái nghĩa thứ hai, chữ phép là cái phương pháp, là cái cách thức. Ví dụ như bây giờ anh ta muốn làm một cái việc gì đó cũng có một cái phép, tức là có một cái pháp. Ví dụ như cấm bông này cũng có một cái phép cấm bông nè, đâu phải ai muốn cấm là cấm đâu.
Hồi xưa con chưa biết cắm bông, con nghĩ chắc là mà giờ cũng chưa biết nữa. Chứ không phải hồi xưa không biết mà giờ biết. Nhưng mà có nghe quý vị cắm bông nói đó, mình muốn cắm bông đẹp phải có cái phép là cái bông nhỏ đó mình phải cắm ở trên, cái bông lớn phải cắm ở dưới. Thì giống như một cái cây vậy, má cho em nó có thứ tự nhìn nó mới đẹp. Chứ không phải nó ai muốn cắm gặp bông đẹp lan ly gì nó cắm thí vô. Nhưng mà đồng thời cũng cắm mà cái người ta biết phép cắm á, coi rất là đẹp. Còn chúng ta không biết phép cắm á thì sao? Nhìn vô như cái đống trà. Lần nọ con ở dưới trại của anh chị em có anh ảnh mới biết cắm bông, cái ở trong cốc anh cắm xong xuôi chiều cúng rồi, cái ông chú mà ông nuôi mấy con nó chiều giờ ông cúng, cái ông nhìn bông cái ông ra ông hỏi chứ đệ nào cắm bông à? cái anh mà cắm bông anh nghĩ là ông chú ông kêu ra nào ông khen, ông nói dạ con hả chú, cái ông nói cắm gì đâu như cái đống trà. Tưởng đâu được khen, ai về bị chê. Vậy cô bác mình thấy quý vị cắm bông ở chùa ăn và chùa Bửu Long Tự này biết phép không, đẹp không? Biết hả? Biết thì sao? Đó cũng là cái phép, tức là cái cách thức đó. Hay là mấy người thợ nấu cũng vậy, người ta cũng phải có cái phép, tức là cái cách thức nấu. Cũng đồng thời nhiều đường, nhiều bột ngọt, nhiều muối đó, mà ta bỏ ca làm sao cho nó vừa thì ăn rất là ngon. Còn đồng thời mình cũng vô mình bỏ nữa, mình bỏ muối nhiều hay bỏ đường nhiều. Ví dụ như cái phép nấu canh chua là sao? Ta phải nấu đường nhiều mà bột ngọt ít. Còn nấu canh lạc đó là phải nấu bột ngọt nhiều mà đường ít. Không biết phải không nữa. Phải à? Phải thôi, cho tôi chào pháo tay chứ. Này học lớn thôi à, nói vậy chứ đưa vô nấu chết quớt à. Thì đó cũng là cái phép của cái nghĩa thứ ba. Phép tức là cái cách thức. Rồi phép tức là cái ý kiến của bề trên. Ví dụ như tôi nói là xin phép, nghỉ phép, thì chữ phép đó là ý kiến của bề trên. Ví dụ như hôm nay con mà lên đây nói chuyện là cũng được phép của chú Tư con mới được nói chứ. Không có phép chú Tư sao con được nói. Thì cái đó là cái phép, tức là ý kiến của bề trên. Và cái nghĩa chữ phép cuối cùng, phép là gì? Phép là cái sự mầu nhiệm, là cái sự linh diệu. Thì đây là cái điều mà con cùng cô bác mình sẽ bàn trong cái buổi hôm nay. Còn những cái từ phép trước chúng ta cũng bàn và bàn sơ qua thôi. Thì thưa cùng quý vị, bây giờ chúng ta trở lại từng cái phần chính của cái chữ phép. Thì trước nhất là chúng ta nói cái chữ phép là cái ý kiến của bề trên. Ý kiến bề trên là như thế nào? Thì ý kiến bề trên đó là quý vị mình nhớ là khi Đức Thầy chúng ta đó, trong cái bài mà 5 năm trường xa cách đó, Đức Thầy viết năm 1945, thì trong cái phản này Đức Thầy bị người Pháp câu lưu tới 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đưa Đức Thầy chúng ta từ Tổ Đình trở về Sa Đéc, ở đây được 6 ngày. Giai đoạn thứ hai đưa Đức Thầy chúng ta từ Sa Đéc xuống Nhơn Nghĩa Xà No tại nhà ông Hương Bảo Thạnh, ở đây được 2 tháng rưỡi, tức là 75 ngày. Giai đoạn thứ ba là đưa Đức Thầy chúng ta lên nhà thương chợ quán. Thì khi mà ở nhà thương chợ quán đó mãn hạn rồi, người Pháp mới nói Đức Thầy như thế này: bây giờ đó tôi sẽ đưa ông về Bạc Liêu, tức là nói Đức Thầy đó đưa ông Tư về Bạc Liêu, nhưng mà tôi sẽ cho phép ông chọn bất cứ cái ngôi nhà nào ở Bạc Liêu mà ông quen biết, ông ở nhà nào chúng tôi sẽ ký phép cho ông tá túc nơi nhà đó. Thì cái đó là cái phép. Đức Thầy mới viết cái bài, trong đó có một đoạn như thế này: là phép xin về tỉnh Bạc Liêu, ngủ nơi gia trạch hội đồng điều, lòng trong chân phủ cho hai chồng, khó dễ làm gì chuyện bấy nhiêu. Thì lúc đó Thầy viết cái phép để xin với chính phủ Pháp là ở tại nhà của ông hội đồng điều. Cái ông này là hội đồng của bác làm việc cho Pháp mà mới quy y Đức Thầy. Ông ta rất là mến Đức Thầy, thương Đức Thầy và muốn Đức Thầy về tá túc tại nhà của mình. Thì Đức Thầy mới viết cái tờ phép để xin. Nhưng mà cuối cùng cái chính phủ Pháp không biết xét tới xét luôn làm sao không chịu. Cuối cùng là đưa Đức Thầy về đâu? Bác đưa Đức Thầy về nhà của ông Ký Giỏi, tức là cựu thư ký của Soái phủ Nam Kỳ. Nhưng mà nhờ về đó cuối cùng Đức Thầy độ được ông Ký Giỏi của bác bằng một cái chung trà chữa kho xăng, độ hết cả gia đình ông Ký. Và đồng thời cuối cùng là ông Ký phát tâm tu, để rồi sau này ông Ký được biết trước 3 tháng cho bác anh chị em mình. Một lợi ích rất là lớn. Thì cái phép thứ nhất là Đức Thầy xin về Bạc Liêu,
lá phép xin về tỉnh Bạc Liêu. Cái phép tiếp theo đó, Đức Thầy xuống thế gian này dạy đạo không phải là đương nhiên, mà có sự ấn chứng của các vị Phật tiên khác. Bằng chứng là có năm sắc lệnh: lệnh Phật A Di Đà, Thích Ca Mâu Ni, Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi Quan Âm Nam Hải và lệnh của Minh Vương. Cho nên Đức Thầy nói là sao nè: cơn vui sai từ tạ thiên đình, là từ tạ với trời đó, xin phép của trời đó, cho phép lão, có chữ phép phải không, cho phép lão là thầy của bác, thầy hay xưng lão lắm, cho phép lão tố trần đôi lẽ. Vì cái phép tiếp theo là Đức Thầy được lệnh của trời để mà xuống thế gian này dạy đạo. Cái phép thứ ba là lệnh của ai? Lệnh của Phật, của bác anh chị em mình. Phật Như Lai cho phép hùng tròn, tròn là truyền đó, cho phép hùng là thầy đó, truyền đạo cho bá tánh khắp nơi đặng biết. Đó là những cái phép mà Đức Thầy chúng ta được sự chấp nhận của các vị Phật hay là của trời. Đó là cái nghĩa chữ phép, là lệnh của bề trên. Và bây giờ chúng ta nói theo cái chữ phép, chữ phép tức là cái sự linh diệu của bác anh chứ, cái sự linh diệu. Thì đây là cái phần chính của chúng ta thường hay bàn. Thì đồng ý là cái người tu hành khi đạt được cái cảnh giới thanh tịnh rồi, người này sẽ có được sự linh diệu. Mà trong đạo Phật, phần chứng qua chúng ta đắc được lục thông là chúng ta có được phép gọi là thần thông và phép lạ. Thứ nhất là thiên nhãn thông, là mắt có thể xem các nơi. Thứ hai là thiên nhĩ thông, tai có thể nghe được người nói và vật nói. Thứ ba là tha tâm thông, chúng ta có thể biết được tâm niệm của mình, biết được tâm niệm của người. Thứ tư là thần túc thông, chúng ta có khả năng để mà bay lại trong mười phương trong chớp nhoáng. Rồi thứ năm là túc mạng thông, là biết được cái số kiếp của mình và biết được cái số kiếp của người. Và cuối cùng thứ sáu là lậu tận thông, tức là diệt hết phiền não, không còn một di tế vô minh nào. Vậy cô bác mình đọc lại trong giáo lý của Đức Thầy có chứng lục thông không? Con thấy có đó nha. Thầy nói nè: tâm linh mắt thanh xem ba còi, tánh hiện tai thần long bổn phan, phổ tế chúng sanh qua bề khổ, Di Đà miệng niệm lanh trần gian. Vì tâm linh á là Đức Thầy có tha tâm thông, tâm linh là Đức Thầy có tha tâm thông, mắt thánh là Đức Thầy có thiên nhãn thông, phải không? Xem ba cõi. Tánh hiển là có lậu tạng thông, tai thần là có thiên nhĩ thông, lóng bốn khoang. Rồi có chỗ Thầy nói đằng văn tính tỉnh gò công là Đức Thầy có thần túc thông. Nào ai biết tâm ta đời bát lãm là có tha tâm thông. Thành ra Đức Thầy có hết ở trong lục thông của bác anh chị em mình. Nhưng mà tuy là có như vậy mà Đức Thầy xuống đây dạy đạo, Đức Thầy không có chủ trương cho mình là có thần thông và phép trước, mà chủ trương cho mình có đạo đức trước đi. Cho nên chỗ khác Thầy nói nè: Phật trời đâu dụng phép linh, chỉ dùng đạo đức mặc tình ghét ưa. Nhớ Phật dụng cái tâm trước chứ không có dụng phép thần thông. Có phép thần thông nhưng mà không đem ra. Vì đem ra mà tâm mình mà còn phiền não, mình có thần thông nguy hiểm lắm à. Cô bác biết nguy hiểm làm sao không? Lỡ mà mình có thần thông mình ghét ai sao? Chắc mình gọi gió tới cho người ta sập nhà quá. Rất là nguy hiểm khi mà tâm mình còn thương ghét. Cho nên sở dĩ Phật Thánh mà có thần thông là không có sự cố, là vì tâm của các ngài đã loại hết thương ghét rồi. Còn mình có thần thông không được. Ý là giận ta chút xíu đây còn không yên, đây có thần thông nữa chắc nguy hiểm quá à. Cô bác mình nhớ câu chuyện bên Thầy, con kể lại một chút. Ngày xưa khi Đức Thầy dẫn tín đồ cô bác đi giếng núi đó, sau khi trở về tại Thế Sơn á, nghỉ tại nhà ông Hương giáo tập đó, thì đêm đó đồng đạo mới tụ lại để mà nghe tín Đức Thầy nói chuyện.
Thì trong lúc tiếp chuyện đó thì có một số tín đồ hỏi Đức Thầy là: thưa ông Thầy, con nghe nói đâu đó là ở trên núi giờ nó có một số quý vị tu tiên đó, người ta dạy đệ tử là luyện phép linh để mà sau này đó ra phò vua giúp nước. Vậy chứ Đức Thầy đó có dạy tín đồ và phép linh hay không? Lúc này Đức Thầy bác lại gọi Thầy nói nè: phép linh đó cũng giống như con cá linh vậy đó, nước vừa nhóm giật thì loài cá linh này đua nhau lên trước nên phải chịu chết trước. Còn Đức Thầy ra đời giải đạo là mục đích làm cho mọi người hiểu được Phật Pháp, diệt được phiền não, chứng được tịnh độ và thiền định. Thành ra con bác mình phải hiểu ý chỉ này nha. Người tu là không có cầu thần thông mà cũng không có cầu phép lạ, mà cầu làm sao cho tâm chúng ta được được an lạc, được thanh tịnh. Hay có lần nọ đó, bác, cái thầy truyền cái thần thông cho ông tín đồ lúc cái thầy ở trên Sài Gòn á, cái tự nhiên ông này đó có được thiên nhãn thông liền. Cái ông nhìn xa đó quý vị, mình ông thấy là từ ở dưới Cần Thơ đó bà Hương Bảo Thạnh đó đang tiếp tế, tức là chở gạo, chở thực phẩm lên trên Sài Gòn để mà ủng hộ Đức Thầy và tín đồ đang làm việc ở đó. Cái ông ta mới nói thế này nè, ông ta nói là hai ngày nữa đó là bà Hương Bộ sẽ lên trên này để mà tiếp tế. Cái mấy anh em kia thì ngày xưa đâu có điện như giờ sao biết được, bây giờ có điện thoại nên kia mình liên lạc biết, tự nhiên sao không biết. Nó tại sao anh biết, nói ừ vậy mà tôi biết mới hay chứ. Cái nói qua nói lại họ cái hai ông cá với nhau thì bác ông kia đã tu có phép mà còn cá nữa. Nếu mà ngày mai đúng như vậy, hai ngày nữa mà đúng như vậy đó, là mấy ông phải chung tôi là hủ tiếu với cà phê. Thì nó thôi, thấy cái vật đó cũng nhỏ thôi, cho nên hai bên cá nhau, cuối cùng là đúng vậy. Qua hai ngày sau là bà Hương Bộ chở đồ lên Sài Gòn tiếp tế rõ ràng. Cái mấy ông kia mắc chung cho ổng chầu hủ tiếu với cà phê. Sau khi mà ăn uống vui vẻ xong rồi, thầy chỉ mặt thầy quở, thầy nói: ông đem phép lạ ra để mà đùa giỡn không? Đem cái phép ra để làm chuyện thế gian không? Thôi nha, ông chỉ thấy được nhiêu đó thôi đó nha. Là rồi từ đó trở về sau không thấy gì hết, y như người thường. Thì đó, chúng ta thấy là cái người tu mà chưa tâm chưa thanh tịnh mà chúng ta có được cái sự quyền diệu gì thì tự nhiên mình sẽ bị háo thắng này. Không phải như Phật, như Thầy. Cũng như ngày xưa các bác còn biết Phật là có coi như là lục thông đó, nhưng mà trong cái lúc đi du hành đó các bác, Phật vẫn đi bộ nha. Phật vẫn đi bộ à. Có khi đi từ nước này qua nước kia mà Phật cũng đi bộ, chứ không có bao giờ mà dùng thần thông mà đi. Bất đắc dĩ lắm đó là Phật mới dùng thần thông. Còn giờ con của bác mình có thần thông chịu đi bộ không? Không có đâu, dễ gì. Giờ mà có thần thông là bấm nút là đi liền. Bởi vì mình còn háo thắng, mình còn ham nè. Còn Phật Thầy đâu có ham. Thành ra Phật ngày xưa có thần thông mà Ngài vẫn đi bộ, vẫn sống bình thường giản dị như bao nhiêu người khác thôi. Có một giai đoạn nào Phật đi đến bờ sông, của bác anh chị em, Phật đi đến bờ sông. Cái có một cái ông này ngày xưa bên Ấn Độ thì có rất là nhiều mối đạo người ta tu luyện đó. Ông dùng thần thông, ông đi qua đi lại trên cái dòng sông đó, không cần đò, không cần thiền gì hết. Thì khi ông gặp Phật, cái ông mới nói Phật đang đợi đò để mà sang sông. Ông mới hỏi Phật cái: chứ chẳng hay Cù Đàm dự định đi đâu? Phật nói tôi đang sang sông. Nói ủa, nghe nói Cù Đàm đạo đức cao siêu lắm mà sao mà chỉ có qua sông mà qua không được sao? Xem tôi nè. Bắt đầu ông đi qua đi lại trên dòng sông. Mà đối với Phật cái chuyện này là nhỏ thôi, thần thông phép Phật muôn nghìn, Phật còn gấp trăm gấp ngàn lần ổng, mà Phật đâu có làm vậy. Sau khi ông qua cái Phật rồi, Phật hỏi chứ Ngài tốn bao nhiêu thời gian để mà có được cái công phu đi trên mặt nước vậy? Cái ông này nói tôi phải tốn là 30 năm để có được cái công phu là đi được ở trên mặt nước. Lúc đó Phật nói vậy là có anh em, trong khi đó ông phải tốn 30 năm mới đi qua được dòng sông, còn tôi chỉ tốn 2 xu thôi là qua sông. Tức là chỉ bỏ ra 2 xu thôi ta đưa qua sông, cần gì mà tới 30 năm. Lễ Đức Phật muốn bác là ông có cái ý khoe, chứ thật ra Phật dư khả năng để làm chuyện này. Dư khả năng để làm chuyện này của bác anh chị. Cũng như có lần Đức Thầy mình đi phía Nam đó, của bác đi tới Hà Tiên đó, có một vị này á, gặp Đức Thầy mới hỏi vậy chứ ông tu bao lâu rồi? Đức Thầy nói mà đi làm chuyện đạo đây. Rồi Đức Thầy hỏi lại ngược ông sư chứ ông xuất gia bao lâu rồi? Ông nói ông xuất gia 40 năm rồi, mà nói đạo ông ta còn chưa nghe, còn ông tu bao lâu mà ông đi phiến nông đi dạy tín đồ đây? Thầy nói ông xuất gia 40 năm rồi, vậy chứ có lần nào xuất gia nữa không? Xuất gia 40 năm rồi mà có lần nào xuất lần nữa không?
Lúc nào ông không hiểu ý Đức Thầy cũng nói gì. Cái ông nhìn qua ông thấy lúc đó Đức Thầy cũng mặc áo dài khăn đóng, cũng giống như mấy chú đây, cũng trang hoàng sạch sẽ quá. Ông nói sao ông tu mà ông còn mặc đồ coi như sặc sỡ quá. Thầy nói tại vì ông tu xa nước, còn tôi tu gần nước, thành ra phải khác ông. Hỏi hai câu là thầy đó đáp là trôi hết quá anh chưa. Thì ý Đức Thầy nói ông xuất gia 40 năm rồi mà có xuất gia lần nữa không? Là tại lúc này đó ông ta đang cầm gì mà nó lên nghi ngút nè. Thường người ta hay nói ăn chay mà còn ngậm xương cá. Thành ra thầy mới nói là ông xuất gia 40 năm rồi mà có xuất gia lần nào nữa hay không? Vậy thì sao ta nghe được? Chánh kỷ dĩ giáo nhân giả thuận, thích kỷ dĩ giáo nhân giả thuận nghịch. Mình chánh dạy người khác là cái điều thuận, mình chưa chánh mà dạy người khác là cái điều nghịch. Cho nên người ta không nghe là vậy. Rất là hợp lý. Thôi bây giờ trở lại, tức là Đức Phật cũng vậy, Đức Thầy cũng vậy. Mặc dù các ngài có đầy đủ quyền năng nhưng mà không phải tùy tiện sử dụng đâu các bác anh chị. Cũng như ngày xưa trong hàng đệ tử của Phật đó là có 10 vị, là 10 vị đệ tử đứng đầu, mà ở trong đó đó là vị nào cũng có thần thông hết. Mà Phật chỉ cho một mình duy nhất là ngài Mục Kiền Liên là được quyền sử dụng thần thông thôi. Còn những vị khác mà sử dụng thần thông mà độ người đó là Phật rầy, Phật quở liền của anh. Tại vì Phật biết Mục Kiền Liên có cái duyên bên thần thông, cho nên cho Mục Kiền Liên sử dụng thần thông trong lúc độ đời. Còn những vị khác Phật không cho, tại vì sợ làm như vậy đó là người ta sẽ cầu cảnh ở bên ngoài mà không trở lại với nội tâm của mình, chỉ chạy theo bên ngoài mà không lo tu tập. Cho nên hôm nay con của bác mình tu cũng vậy nữa. Nhiều khi mình tu mấy chục năm mình nói chèn ơi sao thấy không có gì hết vậy. Nhưng mà có là có trong tâm hồn mình thôi, chứ đổi gì giờ đâu phải là tu cái chó hào quang hay là có gì lạ lẫm đâu, không có. Đó là chúng ta mới đi theo con đường chánh đạo. Cũng như ngày xưa có một vài trường hợp mà Đức Phật sử dụng thần thông là gì. Có một lần nọ thầy độ cái chàng vô não mà thầy Phật độ cái chàng vô não mà Phật sử dụng thần thông đó. Tức là cái anh chàng vô não này đó nghe theo lời tà đạo, nói là từ đây tới 12 giờ trưa đó mà anh giết đúng 100 người, chặt 100 lóng tay mà đeo vào người anh sẽ thành Phật. Cho nên nghe theo cái lời tà đạo, anh ta giết liền của bác, không gặp người nào giết người đó, gặp người nào giết người đó. Thì sau khi mà gần hết giờ rồi, tức là gần đúng giờ ngọ 12 giờ rồi, mà còn thiếu người nữa, mà qua cái giờ này là nó hết linh. Cho nên về tới nhà gặp mẹ mình, nó thôi giờ giết mẹ đây, mai mốt tu thành Phật cứu mẹ sao. Tính gì kỳ. Giết mẹ sao tu phạm rồi ngủ nghịch rồi. Cho nên lúc này anh ta mới cầm gươm mà rượt mẹ mình. Lúc đó mẹ hoảng sợ bỏ chạy, thì bỗng lúc đó Đức Phật xuất hiện. Đức Phật đi ngược chiều, Đức Phật xuất hiện. Anh ta nói thôi giờ gặp cái người này rồi, không giết mẹ mình mà giết cái người này, tức là anh ta rượt Phật. Thì Đức Phật dùng thần thông của bác đi rất là khoan thai, nhưng mà anh ta cầm gươm rượt theo mà rượt không kịp, mà dùng thần thông. Cái anh ta mới gọi nói này, bớ Cù Đàm dừng lại, bớ Cù Đàm dừng lại. Thì lúc đó Đức Phật mới dừng lại. Đức Phật nói thế này, nói ta đã dừng từ lâu rồi, chỉ có ngươi là chưa biết dừng. Lúc này câu nói mà làm cho ông ta chú ý liền. Nó nói ủa, tại sao ngài đang đi mà ngài nói ngài dừng là sao? Phật nói ta nói dừng ở đây là dừng cái tâm hung ác, chứ không phải dừng cái tướng. Còn cái tâm hung ác của ngươi chưa có dừng, thì sau này ngươi phải bị quả báo. Cũng một câu nói của Phật thôi mà lúc đó chàng vô não sập xuống lại Phật liền, quy y làm đệ tử tu hành. Đó là trường hợp thứ nhất mà Phật sử dụng thần thông hết lạ. Trường hợp thứ hai là lúc mà Phật bị bà Đề Bà Đạt Đa hại đó. Tức là Đề Bà Đạt Đa rất là ghét Phật của bác cho mình, lúc nào cũng tìm cách để mà triệt hạ Phật. Thì hôm nào ông ta mới cấu kết được với các vị quan vua A Xà Thế đó, cho mượn một cái con voi rất là dữ cho uống rượu say. Thường cái lúc mà Phật đến mà khắc thật đó, ông ta liền mở chuồng cho voi, nó rượt Phật của bác. Nhưng Phật rất an nhiên. Sau khi voi từ ở trong chuồng chạy ra đó, Đức Phật giơ năm ngón tay mình lên liền. Thì trên năm cái ngón tay của Phật là hiện ra năm con sư tử. Năm con sư tử hiện ra gì? Thì các bác mình biết voi mặc dù dữ, nhưng mà voi là đâu phải cái loài là chúa tể Sơn Lâm, mà sư tử mới là chúa tể Sơn Lâm. Cho nên lúc này voi gặp sư tử là quỳ xuống và được Đức Phật cảm hóa. Đó là trường hợp thứ hai Đức Phật cũng sử dụng thần thông, chứ không phải muốn sử dụng lúc nào là sử dụng.
Vậy thì xác định lại là Phật trời đâu dụng phép linh, tức là Phật trời chỉ mục đích dạy cho chúng ta tu hành liễu đạo, không chủ trương cho chúng ta đua theo những cái chuyện quyển hoặc, để rồi cuối cùng chúng ta phải lạc vào mong cầu và bị lọt rơi vào tà đạo. Có ai hay sử dụng thần thông của bác mình? Đó là những cái mối đạo tà, hay dùng thần thông phép lạ để mà khuyến dụ người. Cho nên Đức Thầy nói nè: dầu ai tài phép bài phe, hám linh ham nghiệm sợ e ma. Thầy dặn mình ai có phe tài phe phép là đừng ham. Mình mà ham vậy là mai mốt mang nghèo, tức là gặp tai nạn đó, các bạn chưa? Hay là chỗ khác thầy nói là sao nè: các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống phiên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lòe mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập thành, xa cạm bẫy là khó mong sống sót. Cái người mà ham thần thông phép lạ là dễ bị tà đạo cám dỗ lắm. Bị nói tôi tu lúc này giờ đó tôi có mùi thơm, tu lúc này tôi biết được quá khứ vị lai, thì chúng ta sẽ rất là dễ bị cám dỗ. Cũng như có một câu chuyện ngày xưa đó quý vị, mình có gia đình trưởng giả này đó, ông ta cũng tin tưởng Phật pháp nhưng mà ông ta bị mê tín đó. Cái ông ta tin theo cái nhóm ngoại đạo á, thì bữa nào ông ta cũng rước cái nhóm ngoại đạo tới để mà cúng dường và nghe các vị này trình bày về chân lý bên tà đạo cho nghe. Thì trong khi đang ngồi dùng cơm vậy, cái tự nhiên cái vị mà giáo chủ bên tà đạo phát lên cười kha khả. Cái ông ta mới hỏi tại sao ngài cười. Cái ông này nói là: ta đang ngồi đây đó mà ta nhìn thấy con khỉ cách đây 500 dặm đó, nó đang kiền cây mà nó rớt xuống dòng suối, ta thấy mắc cười quá ta cười. Tức là muốn khoe mình có thiên nhãn thông đó, các bác nhìn được coi như là 500 dặm. Thì lúc này con trưởng giả là vị con rất là có trí tuệ, biết là ngoại đạo này nói dối. Cái qua bữa sau đó, ông ta khéo lắm, ông ta bới cơm, người khác thì để đồ ăn ở trên cơm, còn tới cái vị này là ông ta để đồ ăn ở dưới cơm để thử mà. Đây nói ông có thần thông ông nhìn 500 dặm nữa mà. Cái sau khi bưng ra rồi, ai người ta cũng bới ăn ngon lành, cái ông ngồi hoài. Cái con trưởng giả nó: ủa sao tôn giả không dùng cơm đi? Ông nói không có đồ ăn sao ăn được, ăn cơm lạc hả? Chuyện kỳ vậy. Mà cái người chân tu mà ta đã gì ăn nấy, còn đòi đồ ăn đồ uống nữa. Cái lúc này con trưởng giả nói: sao ngày qua đó con khỉ 500 dặm mà ngài thấy, mà bữa nay đó đồ ăn chỉ cách cơm có một lớp một mà sao ngài không thấy? Xuống cái ót bỏ về luôn. Thành ra cô bác mình thấy đó là cái khoe hợm mà nó không thực tế. Cuối cùng rồi phải rơi vào cái chỗ khoe khoang mà chúng ta không có. Cho nên Phật pháp thì phải chân thật, không khoe khoang, mà có khi mình phải giấu nữa các bác. Mình tu được cái gì mình phải giấu. Cho nên trong kinh nói là chứng mà không chứng, tu mà không tu là ở chỗ đó. Còn ai tu được cái điều gì mà đem trình bày cho người khác, coi chừng bị ma khảo liền. Gọi là trong kinh nói là nói trước tướng. Mình nói trước tướng là ma tới liền đó nha các bác. Cho nên ai tu được cái gì giấu nha. Bởi vì thấy đồng đạo mình thấy im im vậy, tôi biết ngon lắm mà tại giấu nè. Cũng khoe thôi chứ tu bao lâu rồi cũng có nhiều cái tiến bộ lắm chứ bộ. Vậy thì đó là chúng ta hiểu cái ý tiếp theo là cái người ngoại đạo hay dùng thần thông phép lạ để mà mê hoặc, để mà khuyến dụ người khác. Còn Phật và Thầy không bao giờ chủ trương cái điều này. Có dùng phép lạ, nhưng mà trường hợp thứ nhất là ngày xưa Đức Phật có dùng phép để mà hàng phục ma dương. Bởi vì ngày xưa Đức Phật tu gần thành đạo rồi đó, Thái Tử Sĩ Ta tu gần thành đạo thì ma dương xuất hiện liền. Cho nên Đức Thầy diễn tả sao đạo gần đắc, ma dương theo khuấy. Thì sao? Dùng thần thông, nghị lực dẹp tan. Cho nên Phật dùng thần thông, nghị lực phép lạ để mà dẹp tan ma dương. Cho nên Thầy nói nè: nhớ thuở trước quay linh Phật tổ, phép thần thông trừ lũ ma dương, chốn rừng tầm ngồi chịu nắng sương, tìm đạo liên cho trần thế
Đó là trong những trường hợp Đức Phật phải dùng thần thông phép lạ để mà hàng phục ma dương. Tại lúc đó ma dương tấn công dữ dội lắm cô bác mình ơi, bắn cung rồi roi gì chiến trận dữ lắm, cho nên Phật phải dùng thần thông để mà dẹp. Đó là những trường hợp bắt các vị phải xuyên tới. Trường hợp thứ hai là sau này Phật cũng dùng thần thông, thầy cũng dùng thần thông để mà thu phục bàn môn tả đạo luôn. Theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, đến một cái giai đoạn cuối đời thì sẽ có rất nhiều mối đạo đứng ra để mà tranh giành. Trong quyển ba Đức Thầy diễn tả nè: bàn môn tài phép nào tường, kêu trời dẫm đất cũng thời dạ rân, nói cho trần hạ liệu toan, chớ theo tả đạo mà tan sát hồn. Nó làm nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc lú mê hồn chúng sanh, rồi thành binh soái đậu cũng rành, nếu tin thời mắt tan tành về sau. Rồi thầy đưa ra để cho mình xác định là bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng vinh giang. Rồi tới câu này nè: địa tiên tài phép đa đoan, phi đạo bưu kiếm mê mang mắt trăng. Lẽ ra mấy năm trước là tôi nói chưa rồi đó, mà tại vụ đó cũ rồi cho nên không nói. Và Đức Thầy cho biết là làm cho mê mang mắt trăng, nhưng mà cuối cùng là sao? Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an ba tánh một lần nàng. Chưa, kể cho nhắc lại tuần cũ một chút. Phiên binh bốn phía tư gì, kể sao cho hết chuyện nghi sau này. Lớp thì thú ác dễ đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng. Còn kẻ hung chừng đó làm mồi, cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Đó thiệt rồi đó. Vậy thì trường hợp thứ hai, sau này Phật sẽ dùng thần thông phép lạ để mà thu phục ngoại đạo bàn môn luôn. Đó, bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm cái ý nữa. Vừa qua là những cái ý mà Phật dùng thần thông phép lạ trong một vài trường hợp. Thứ nhất là Phật dẹp ma dương, thứ hai sau này Phật thầy sẽ thu phục luôn cô bác chứ. Và trường hợp tiếp theo là sẽ dùng phép lạ để mà lập đời luôn. Cho nên thầy nói sao là quá phép lạ biết bao mà kể, chính tầng mây nhạt trỗi tiêu thiều, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Tức là sau này Phật thầy sẽ dùng phép lạ để mà lập đời thượng ơn. Hay là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chất chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân. Tức là sau này Phật cũng sẽ dùng phép để mà lập lại cái đời mới, để cho tất cả những cái người mà có phước có duyên đó được hưởng cái đời thanh bình an lạc sau này. Hay là lập hội Long Hoa đó, như Đức Thầy nói là Long Hoa tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma, nếu mãi mê mang mọi tục lụy, linh hồn chìm đắm chốn đây hà. Thì đó là những cái trường hợp phép lạ. Bây giờ để nói là cái ý chính là con với cô bác anh chị em mình muốn hưởng được cái thần thông phép lạ, mình phải làm sao? Đó là cái điều quan trọng. Thì theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy chúng ta đã chỉ dạy, chúng ta muốn hưởng được thần thông phép lạ thì sau này cái thứ nhất là con với cô bác mình phải gắn tu. Nói lầm vòng mà cũng tu thôi. Cho nên thầy nói nè: gắn công tu xem nhiều phép lạ của thần tiên, trừ lũ hung đồ nào lúa là lạnh nhiều tố xô, chớ ham mến mà sao lao nghi. Thank you. Tưởng đâu còn nữa hả? Vậy thì con với cô bác mình muốn hưởng được thần thông phép lạ thì điều thứ nhất là phải gắng mà tu. Không tu là không được gì đâu cô bác anh chị em.
Cái điều thứ hai đó, muốn hưởng được thần thông phép lạ là phải ráng mà công phu bái sám. Câu nào thầy nói nào? Sớm chiều rèn đúc kinh tinh, ngày sau mới thấy phép linh của trời. Nghe tới đây cô bác mình thấy đủ vốn chưa? Một là ráng tu, hai là ráng công phu đi thì sau này hưởng được hết trơn à. Sau này đó đồng đạo mình là giống tài thiên hết trơn à. Giống tề đó, có thần thông tự do tự tại, không còn bị đi xuống âm phủ cũng không sao, mà xuống diêm dương, long dương lên trời tự do tự tại. Thì muốn được những điều đó, thầy nói là muốn sao có phép phi đằng cũng như đại thánh đường tăng thoát hàng, thì một là phải ráng tu, thứ hai là phải ráng công phu sám hối sáng chiều. Đừng có tu mà bỏ nha, bỏ cúng nha, mà cúng rồi mà không ngồi niệm Phật cũng không được nữa. Cái này con nói thiệt luôn, tại vì thầy có nói nè, cúng xong muốn ngồi niệm Phật cũng tốt, ngồi bán già thẳng lưng niệm. Sau đó có nhiều đồng đạo cái có chỗ thầy nói là đi đứng nằm ngồi đó, cứ chấp đi đứng nằm ngồi không mà. Thành ra có nhiều khi con tới nhà đồng đạo hay đồng đạo tới nhà con hỏi chứ quý vị mình đó, cúng xong có ngồi niệm Phật không? Có người nói có người nói không. Mà nói có thì nhiều, mà nói không thì ít. Mình vậy tôi mừng chứ nói có nhiều, nói có thì ít, mà nói không thì nhiều, chắc tôi buồn quá à. Mà thầy cũng buồn nữa quá, em tu mà không hành đạo gì hết á. Cái câu Đức Thầy nói là sao? Cái gì chữ tập đề nay đà mở cửa để đem vào khuôn khổ người hiền của bác. Ráng cực lòng một bước đầu tiên xong được làm nên Phật Thánh. Tu là phải công phu mới được. Gánh trần tột phải nên quăng ném để rảnh tay gói ghém sự tu. Nào dùa hương bát nước công phu, nào tịnh niệm A-di-đà Phật. Các ô nhiễm tâm vô nhất vật, chỉ một lòng phước đức dung bồi. Nơi liên hoa cửu phẩm chưa ngồi, thì nhất định chưa thôi niệm Phật. Vậy thì cái điều thứ hai, con với cô bác mình muốn được có thần thông phép lạ là phải ráng công phu sám hối, ráng mà niệm Phật. Cô bác anh chị công phu sám hối mà niệm Phật thì tâm chúng ta thanh tịnh đắc nhận Phật Pháp, thì những cái điều kia là cái điều đơn giản thôi. Mình Phật thành Phật, thành tiên rồi thì chuyện thần thông phép lạ là điều bình thường. Bây giờ để có được thần thông nhập phép lạ, cái điều tiếp theo là con của bác mình phải có tiêu chuẩn này, tức là phải là hiền đức. Cái người mà không hiền, cái người mà không đức là không bao giờ có thần thông mà không có phép lạ luôn. Cho nên thầy nói nè, kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Cái điều thứ ba có được thần thông phép lạ là phải hiền và phải đức. Cái điều này dễ làm không cô bác anh chị em? Hiền là làm sao mà đức là làm sao? Nói thêm chút đi nha. Có chỗ thầy nói tu là tu Phật, tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Chữ hiền là thấy vậy chứ khó làm lắm à. Có nhiều người ta cứ làm, ta nghĩ hiền là cái người đó ít ăn ít nói, đó gọi là hiền. Ngồi đâu cũng im ru vậy đó gọi là hiền. Hòa nhã nhu mị ù lì bất động là hiền. Xin thưa không phải đâu. Cái người hiền là cái người nhiều tài, nhiều đức à. Cho nên chỗ khác thầy nói là thánh nhân ghi sách trung dung, hiền nhân thức tỉnh biết dùng. Người Nga, cái người hiền là cái người thức tỉnh đó các bác anh chị em. Rồi cái người đức là phải làm sao? Trong kinh nói nè, ác tận ngôn công, thiện toàn viết đức. Cái người không còn một điều ác, hoàn toàn tất cả điều thiện, cái người này mới có đức. Còn trong tâm chúng ta còn móng một điều ác nào là ngày giờ đó chúng ta xem như mình chưa có đức, mà chỉ có phước thôi. Tu thì có phước chút chút thôi, chứ đức là muốn có đức là phải thanh tịnh nội tâm mới gọi là có đức của bác anh. Cho nên sau khi các vị thánh ta mới gọi gì? Đức Phật, Đức Thầy, Đức Tổ. Còn như mình có ai gọi đức không? Gọi ông Đạo Hường thôi chứ ai gọi Đức Hường đó. Chưa thanh tịnh ai gọi đức à. Chừng nào mà thanh tịnh thành Phật
giác ngộ trang nghiêm, người ta mới tặng cho mình cái từ đức. Cô bác mình ráng tu nha, tu sao tới ngày tạch ta để cái mộ cái bia mình là đức, đức bà Út gì đó, đức bà vậy đó, đức bà đức ông rồi đó, những vị mà tiền bối đi trước đã hoàn thành đạo nghiệp rất là tốt gọi là đức đó cô bác anh chị em. À, như hai chú Út chú Ba mình đây là làm chủ trì chùa, mai mốt cũng con nghĩ là chắc cũng xứng đáng được nhận chữ đức lắm rồi. Dạ. Cho nên cô bác mình nhớ câu chuyện ngày xưa Đạt Mã Tổ Sư mà đàm luận với vua Lương Võ Đế không? Vua Lương Võ Đế đó cất chùa nuôi tăng sư ủng hộ đạo. Sau khi nghe Đạt Mã Tổ Sư là một vị cao tăng ở bên Đông Thổ sang ở bên đó là Ấn Độ sang, ông ta rước vào hoàng cung và hỏi đạo. Thì đầu tiên ông hỏi Đạt Mã Tổ Sư vậy chứ, tôi xây chùa nuôi tăng sư ủng hộ Phật pháp, vậy tôi có công đức hay không? Đạt Mã Tổ Sư trả lời, đó chỉ là phước đức thôi chứ không phải là công đức. Trả lời câu này làm cho ông vua Lương Võ Đế ổng chới với này. Ổng nghĩ cái việc làm mình từ xưa tới giờ chắc là đức dữ lắm, nhưng mà ổng làm hiểu, tại vì cái chuyện làm phước thì nó chỉ có phước thôi, mình ủng hộ Phật pháp là chỉ là cái phước thôi, còn cái đức là mình phải tu chứ không thể đem cái bên ngoài được, mà phải tự nội tâm của mình. Cho nên Đạt Mã nói đó là cái phước chứ không phải là cái đức. Cho nên chúng ta phải phân biệt cái đức ở chỗ này. Vậy thì cái câu này rất là quan trọng, kẻ hiền đức sau này được hưởng. Con với bác mình phải ráng làm cho mình hiền, ráng làm cho mình đức, sau này chúng ta sẽ được hưởng là phép thần linh của Đức Di Đà. Đó là một cái vinh dự rất là lớn nếu như chúng ta đạt được cái tiêu chuẩn là người hiền và người có đức của bác anh chị em. Và cái điều cuối cùng để chúng ta đạt được thần thông và phép lạ là chúng ta phải có được cái bốn cái đức là từ bi hỷ xả. Đạt được bốn đức này thì chúng ta sẽ chứng được thần thông và phép lạ. Cho nên Đức Thầy nói nè, tu cầu bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phép lành. Đọc câu này khỏi giải nghĩa thôi các bác anh em, quá rõ ràng rồi. Từ bi hỷ xả Phật ban phép lành. Đó là cái phần thứ ba, tức là để có được phép lạ thần thông là chúng ta phải làm những điều mà Đức Thầy chỉ dạy, mà con đã nhắc lại là phải tu, phải công phu, phải hiền đức, phải từ bi hỷ xả. Bây giờ tới một cái chữ phép tiếp theo là con với các bác anh chị em mình phải biết hướng về cái pháp môn tịnh độ của bác anh chị em mình. Cho nên ngày xưa khi mà ông Chính Diệm đó của bác anh chị em, ông ta nghe nói Đức Thầy ra đời, Đức Thầy có nhiều phép lạ lắm, có thể cải tử quần sinh nữa. Mà ngày xưa ông Chính Diệm ông bị bệnh mù của bác anh chị em mình. Cái ông ta tới để mà nhờ Đức Thầy trị bệnh cho ông. Ông ta mới làm bài thơ là ngàn dặm nghe ông có phép tiên, tức là nghe Đức Thầy có phép tiên, phép Phật á, cúi xin lời hỏi chớ ưu phiền, thanh manh đôi mắt đường không thấy. Thanh manh là ông nói ông bị mù hồi lúc còn tuổi xanh lận. Chữ manh là mù mà chữ thanh là xanh đó. Mù hồi lúc còn nhỏ lận chứ không phải lớn mới mù. Thanh manh đôi mắt đường không thấy, cầu có ơn dư cứu kẻ hiền. Ông mong Đức Thầy cứu ông là cái kẻ hiền. Rồi kẻ hiền giàu đặng sáng như xưa. Ông nói Đức Thầy mà trị bệnh dùng phép lạ làm sao mà cho ông được sáng như xưa đó thì sao? Ơn ấy bằng non dạ có thừa. Là ông nghĩ là cái ơn thầy lớn như núi vậy đó, non là núi đó. Lượng rộng xin ông đừng có chấp, ngàn vàng dám đổi một lời ừa. Ông nói thầy mà chấp nhận cái ngàn vàng ông cũng đổi nữa. Mà lúc này thầy chịu không có bác anh chị em à? Thầy không có chịu. Tại vì đâu phải nói thành Phật, thành tiên có thần thông phép lạ muốn ban cho ai là ban đâu. Cô bác mình không biết cô bác mình có xem không, lần nọ con xem cái bộ phim mà Tây Du Ký đó, Tam Tạng cái Tề Thiên Bát Giới Sa Tăng đi qua cái nơi nọ, cái tới cái xứ này ở đó hơi lâu, cái dân chúng người ta tụ lại, ta nghe nói thần Tề Thiên có thần thông phép lạ đó, ta tới ta nhờ. Cái cô kia cô bị súng hai cái răng, mặt mày thì đẹp lắm mà tự nhiên bị súng hai cái răng. Cái cô nói thôi nghe nói ông có thần thông phép lạ, ông làm ơn ông làm sao cho tôi mọc lại hai cái răng, tôi cảm ơn lắm. Còn cái cô kia là cái gương mặt bị nám, cô bác chị rất là đẹp nhưng bị nám chút thôi. Còn cái cô kia thì mất đồ mất đạt tới cầu cái Tài Thiên cho hết rồi. Quơ tay vì cái cô kia mọc lại hai cái răng, phất tay vì cái cô kia mặt hết nám, phất tay vì cái đồ đạc thì bị mất có lại hết, cái người nào cũng mừng hết.
À, chạy tới mừng Tam Tạng tôi kêu đó, chàng ơi, hồi đó giờ mình rất là đẹp mà cái khuyết điểm mình có chút xíu đó là bị sung răng thôi, mà chuyến này răng mình ngon lành là mình là hoa hậu là số 1 hoa khôi rồi. Cô ta quá vui, bác dân chúng xôn xao, cái đồn đồn người nào cũng tới nhờ Tề Thiên ban phép hết. Cái lúc đó Tam Tạng hay, Tam Tạng tới, Tam Tạng hỏi Tề Thiên chứ con đang làm cái gì ạ? Cái Tề Thiên mới nói là con giúp người ta để mà một tội nguyện như đó. Tam Tạng nó không được, làm như vậy là trái nhân quả. Người ta bị cái khuyết điểm đó là nhân quả để cho người ta trả quả. Mình làm vậy là cái quả người ta không hết, ta phải bị hoài. Thôi bây giờ thâu. Cái Tề Thiên không dám cãi thầy, bị cãi thầy bị niệm khẩn cô nhức đầu sao. Cái thâu phép lại cái tự nhiên bà kia hai cái răng mất tiêu. Mới mừng chưa hết nữa mất tiêu hai cái răng. Còn cô kia cái bắt đầu cái mặt trở lại nám như chứ không đẹp nữa. Cô nọ đồ đạc thì vẫn y thinh. Thì chúng ta thấy là không phải có thần thông phép lạ rồi muốn ban cho ai là ban đâu. Nếu mà chúng ta ban, đôi khi nó bị trái với nhân quả đó cô bác anh chị. Những cái mất mát thiệt thòi của chúng ta trong đời này là do cái duyên xưa chúng ta đã tạo nên cái nghiệp ác. Mà bây giờ chúng ta phải trả, thì phải trả cho hết thì cái hạnh phúc mới tới. Cho nên ngày xưa đó cô Năm, cái cô mà Hai Gương đó cô bác anh chị em đau mà bị bệnh đó quý vị mình, người ta cũng than trách nữa. Thầy mới viết một bài, thầy nói với thầy xác thể phải còn đau nè. Hà huống chi con tránh được nào, quả dữ trả rồi nhân thiện đến, nếu thầy đắc đạo bỏ con sao. Thành ra đau bệnh cũng là cái nghiệp. Cho nên lúc đó Đức Thầy không chấp nhận chữa bệnh cho ông chính, mà thầy quả lại thầy nói vậy nè. Ông hỏi Đức Thầy là ngàn dặm nghe ông có phép tiên. Thầy mới trả lời là chí đại còn xa chữa phép tiên. Cái chuyện mà trị bệnh cho ông còn xa lắm. Bệnh tình cụ lão quá ưu phiền, cái bệnh ông quá khó đi. Thầy nói nè, nhà tôi cũng có bà không thấy, là bà nội Đức Thầy lúc đó cũng bị cái bệnh mù. Thầy nói nếu mà tôi trị được á thì tôi trị cho bà nội tôi trước rồi. Mà thầy nói là nhà tôi cũng có bà không thấy nè. Thương thảm trời xanh phụ kẻ hiền, kẻ hiền lòng dạ tưởng người xưa, tứ khổ cổ kim vẫn có thừa, chiếu mến tâm thành đâu có chấp, vọng cầu hạnh phúc đặng như xưa. Thầy mới dặn ông là Di Đà lục tự ấy phương châm. Giờ không có trị bệnh được mà ông giờ ông ráng niệm Phật đi, thì sau này ông sẽ thoát khỏi cái tai nạn. Hay là thầy Ba Đạo, thầy Ba Thận mà tới hỏi Đức Thầy cũng vậy, là nghe tiếng ơn trên dốc cứu đời, dám xin khép nép ngõ đôi lời, lục châu sao xiến nhân dân khổ, Phật giáo khẩn cầu được thảnh thơi. Thảnh thơi dầu đặng phước tại trời, đau ốm qua rồi trẻ ăn chơi, cho thuốc chỉ đường nhờ phương phép, ngàn năm ơn đức nguyện y lời. Thầy mới trả lời đó là trả lời ý kiến đó, Đức Thầy mới trả lời là lục tự trì tâm. Ông mới hỏi là cho thuốc chỉ đường nhờ phương phép, thì thầy trả lời là lục tự trì tâm là phương phép. Thì cái phép lạ tiếp theo cô bác mình niệm Phật, sau này chúng ta cũng có một cái phép lạ nữa. Bởi vì cái đề tài của Đại Thường nói hôm nay là phép lạ giữa đời thường nha. Tức là trong hiện tại chúng ta làm những điều gì để mình có được cái phép lạ. Ví dụ như chúng ta tập cái tánh từ bi hỷ xả, thì đó cũng là một cái phép lạ. Nhờ sống trong từ bi hỷ xả mà tâm chúng ta được an lạc, tâm chúng ta được thanh tịnh, để cuối cùng chúng ta hưởng được cái hạnh phúc trong đạo là một phép lạ. Nhờ chúng ta cố gắng niệm Phật, để rồi tâm chúng ta dẹp hết vọng trần, sau này chúng ta cũng đi đến chỗ đắc nhập Phật Pháp, liễu ngộ được chân tánh, thì đó cũng là một phép lạ. Rồi tới ý tiếp theo đó, Đức Thầy có nhắc lại sự tích của một vị ở trong cái chuyện tích của Trung Hoa, tức là Tiết Nhân Quý đó của anh chị mình, ông ta cũng hưởng được cái phép lạ trong cái lúc mà ông ta làm cái việc Phật đối với đất nước. Là Đức Thầy nói là nhắc qua hồi lúc đời Đường, hiền thần Nhân Quý người đương ẩn mình, cửu thiên còn giấu tại dinh chờ ngày mãn hạn phép linh ban rài. Vì ngày xưa Tiết Nhân Quý đó là nhờ cái lòng trung ca nghĩa khí bị coi như Chương Sĩ Quý ám hại nhiều cách lắm, nhưng mà ông ta vẫn giữ một cái lòng trung ca. Ở đây nhắc gọn thôi nghe, chứ kể thì chuyện Tiết Nhân Quý là chắc 12 giờ đó. Ở đây quý cụ mình là dành lắm rồi, con nhắc gọn một lúc thôi. Thì lúc mà ông ta đi đến một cái địa nguyệt nọ đó, có bác anh chị em, thì ông ta đi khám địa nguyệt. Thì sau khi mà đi xuống dưới đó, ông ta gặp một cái sẩn giống như cái sẩn mình giờ vậy đó, nó có ba tầng.
ông ta mới dở cái tầng thứ nhất lên đó thì thấy có hình cái bánh hình con rồng, ông ta mới ăn cái bánh hình con rồng. Dở thêm cái xửng thứ hai đó là thấy cái bánh hình con cọp mà là hai con, ông ta ăn luôn hai cái bánh hình con cọp. Dở cái xửng cuối cùng là gặp chín con trâu bằng bánh đó, ông ta ăn luôn chín con trâu đó. Và được đồng tử đưa đến diện kiến bà Cửu Thiên Huyền Nữ đó, bà ban cho ông những cái bủ bối như là Chấn Thiên Cung, rồi Xuyên Vân Tiễn, rồi rất nhiều bủ bối đó, trong đó có tới 5 bủ bối lận. Và cuối cùng ông ta trở vào dương thế là một rồng, hai cọp, chín trâu. Cho nên ông ta mạnh ghê gớm lắm, cô bác anh chị em ạ. Vì vậy mà Đức Thầy cho biết là chờ ngày mãn hạn phép linh ban rài, nói chừng mà hết tai nạn ông trở về dương thế đó ha, là ông ta rất là tài ba để mà giúp vua Đường Thế Dân, đó là thu phục được ta các chư hầu và làm nên cái chuyện đất nước dễ dàng sao cho tới ngày nay còn lưu lại. Vậy thì hôm nay Đức Thầy nhắc ý này cũng vậy, tức là Đức Thầy cho biết đó, bây giờ thầy cũng như tiếp nhân quý vậy đó, bị tai nạn, bị rất nhiều cái khó khăn, nhưng mà sau này Đức Thầy cho biết là có ngày mở rộng quy khôi, non thần gian chiến cùng ngồi xử phân. Thành ra qua hết tai nạn rồi thì cái vinh hiển sẽ đến với chúng ta, giống như tiếp nhân quý vậy. Đó là cái trường hợp phép lạ tiếp theo. Vậy thì hôm nay cái chủ đề của đời thường nói là phép lạ giữa đời thường, tức là nếu như có nhiều khi đó chúng ta mong cầu ở cái phép lạ gì quyển hoặc linh diệu xa xôi, thôi bây giờ chúng ta hãy làm cái phép lạ giữa đời thường đi, tức là phải tập sống thương yêu, tha thứ, từ bi, thì tự đời chúng ta sẽ gặt hái được rất nhiều thành quả tốt. Một cái người mà sống từ bi đó, tự nhiên tâm niệm của chúng ta lúc nào cũng thấy thương yêu mọi người, vậy mọi người ta có thương mình không? Dĩ nhiên là phải thương rồi. Trừ ra cái người nào mà cái nghiệp nặng lắm đối với mình, thỉnh thoảng cũng có một vài người ghét, nhưng mà chúng ta vẫn phải sống từ bi, vẫn phải sống vị tha. Đó là cái phép lạ thứ nhất, từ bi hỷ xả Phật ban phép lạ. Cái người mà không sống được từ bi, không sống được vị tha, thì cái người này không có cái phép lạ giữa đời thường đâu cô bác anh chị. Cái phép lạ tiếp theo là lúc nào cũng phải biết nhìn lại mình. Cái người tu đó mà không biết nhìn lại mình là một cái điều rất là tai hại. Bởi vì trong khác thầy nói nè, coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó rất nhiều. Người tu mà không nhìn lại mình là không có phép lạ giữa đời thường đó. Vì không nhìn lại mình thì mình đâu có thấy lỗi của mình đâu cô bác anh chị, mà thấy toàn là thấy người ta không à. Giống như mấy anh em hay nói câu vui vui, có cái đèn pin mà tối ngày đi rọi người ta không, không rọi mình, mà không thấy được cái lỗi của mình. Mà đạo Phật gọi là hồi quang phản chiếu, tức là phải xoay trở lại với chính mình. Hay là quý vị mình cũng nghe gần đây đó, có những người đó người ta gặp rất nhiều cái khó khăn, ví dụ như là bệnh hoạn, hay là cái chuyện đau khổ, nghèo đói chết chóc đưa đến, nhưng mà do tâm thành hướng về đạo, cuối cùng những người này người ta đạt được cái sự kết quả rất là tốt. Cũng như hôm rồi các anh chị em mình xem cái điểm của Châu Thanh đó, bị bệnh ung thư là bác sĩ cho biết là không còn bao lâu nữa là phải từ bỏ thế gian đó. Châu Thanh bố thí dẹp hết công việc để mà chuyên tâm niệm Phật của bác anh chị. Thì khoảng mấy tháng sau đi khám lại là bệnh đã hoàn toàn hết luôn. Thì đó cũng được xem là một phép lạ nữa. Còn con làm như phép lạ chưa có tới. Đang ở lớp của mẹ 2 năm rồi mà nó cứ chậm chà chậm chặt à, ốm vẫn ốm như thường. Thôi con nói kệ, thường thường cái gì mà tới sớm mình không có mừng, mà tới trễ coi chừng mừng hơn. Trước sau thì cũng tới à. Thì con cũng mong cái ngày đó lắm, mong cái ngày là con sẽ công bố với bác anh chị em mình là Úc Hương đã hoàn toàn lành bệnh. Cô bác mình có trong ngày đó không? Có hả? Có xem ru à. Thì bây giờ trong cuộc đời của mình có rất nhiều những cái tai nạn, bệnh hoạn, khó khăn đem đến, nhưng mà chúng ta đặt hết cái niềm tin vào Phật Pháp, sống làm tín đồ Phật Pháp, làm tín đồ giáo hòa hảo, dẫu chết chúng ta cũng không thay đổi, thì con nghĩ rằng một ngày nào đó những cái điều kỳ diệu sẽ xảy đến với chúng ta. Ví dụ như mình tu mà đến cái giờ phút lâm chung
mình được nhất tâm niệm Phật để được vãng sanh, vượt qua khó khăn thì đó cũng là một phép lạ. Sẵn đây con nói luôn bác mình, cái chuyện này là bí mật lắm, con không có nói nha, nhưng mà bữa nay nói luôn đúng cái gì mà hồi đó giờ con tu á, con biết là cái chuyện sanh tử á, nhưng mà mới cách đây 3-4 ngày là con lần đầu tiên đối diện với tử thần. Nói cho bác mình nghe đừng hết hồn nha, nghĩ là tưởng đâu là con qua đời 3 bữa trước rồi. Tại bữa đó con đi đám nhà nó đẩy quá mà con xa thôi, về chưa ăn cơm nước gì hết, cái con nằm ở trên lầu mệt quá con ngủ quên quá anh em mình. Nhà con ở trên gác thì tại có gió đó, nên con nghĩ là trong lúc con ngủ quên có lẽ là bị gió nhập. Không hay, cái chừng xuống dưới ngủ tới 12 giờ khuya cái gì mà tự nhiên đó là tim con nó đập đó ha, là cái mình con rung rinh. Con chỉ trong nhà con có cái cháu với mẹ con tính kêu mà con không dám nữa, con sợ kêu đây rồi. Mà lúc đó con nghĩ mệt là con bị nhồi máu cơ tim, thứ hai là con nghĩ con bị lên máu, mà lên máu mình tự động là coi chừng nó bị vỡ mạch máu là tai biến, cho nên con nói thôi giờ xuôi tay niệm Phật có đi là đi luôn. Thành ra con không kêu luôn, con nằm im ru vậy đó, thẳng tay thẳng chân sửa đàng hoàng lỡ có đi cho nó đẹp chút. Để đi mà vô mà gặp tay chân to nó tì lắm. Cái này là đem đời tư ra nói nó thật kỳ mà biết cô bác mình thì ráng chia sẻ nha. Thì con ráng niệm, nó đỡ con niệm thành không được luôn bác anh em mình, là con phải niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng luôn thì con nghĩ nếu mà nó kéo dài mà khoảng 10 phút là trái tim con sẽ bị vỡ liền, có thể bể mạch máu. Nhưng mà rất may là chỉ có 5 phút mà con niệm. Đầu tiên là con niệm Phật, cái đó là con niệm là Đức Thầy Nam Mô Đại Từ Kim Thân Phật, và tiếp theo là con niệm là Bồ Tát Quan Âm. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì khoảng 5 phút như vậy thì tự nhiên cái đó dịu lại cái qua. Wow. Chứ không thôi bữa nay là gần tới tầng nhất thất rồi. Thì đó là lần đầu tiên trong đời mà con mới biết được cái cảm giác mà cái người gần chết á, không phải là đơn giản đâu các bác anh chị em mình. Trong kinh nói cái người gần chết giống như chúng ta cầm con nhái sống mà chúng ta lột. Cái sức đau nó như vậy đó. Cho nên muốn niệm Phật không phải là dễ đâu, mà chính con đã cảm nhận điều đó. Vì vậy mà sau khi qua một cái điều kiện khó khăn như vậy, một cái sự tai, cái sự cố trong đời mình, con nghĩ là mình phải tu thôi. Nếu mà thiếu tu á, thì Đức Thầy nói câu là việc tu thân thiện tính hẳn hà, chừng quả đến e cho khó tránh. Cái chuyện tai nạn bệnh hoạn chết chóc tới là chúng ta rất là đau khổ nếu như mình không có niệm Phật được nhiều. Thì đó cũng là một cái phép lạ đó cô bác anh chị em mình. Tức là thì tới nay con cũng không thèm khám bệnh coi mình có bị cái gì về tim hay không, thấy nó cũng ổn rồi thôi. Dạ thì như con của bác cũng biết thì bệnh cũng lâu rồi, nhưng mà khoảng 2 năm nay con không có đi bác sĩ mà cũng không uống thuốc Tây luôn, chỉ ăn gạo nứt và uống thuốc Nam thôi. Chừng nào tới đâu là tới, đời con còn có 5 chữ à, tới đâu là tới. Được Phật bảo hộ rồi không có sợ, duyên đời còn thì còn ở trần ai, mà duyên đời hết là bay ngay về Phật. Dạ, quyết định như vậy chứ không có gì phải hoang mang. Vậy thì cái phép lạ tiếp theo là trong cuộc sống này có những điều cấp bách đưa đến tưởng chừng như chúng ta qua không khỏi, nhưng nhờ phước đức, nhờ nhân duyên, nhờ lòng thành mà chúng ta vượt qua một cách im xuôi để rồi đến được cái bến bờ hạnh phúc. Dạ. Thành ra mình cũng phải nương thiền từ, phải không cô bác anh chị em mình, nương thiền từ vượt qua. Giống như trong cái bài mà ca ngợi Bồ Tát Quan Âm đó, tức là phải nương thiền từ vượt qua. Nương thiền từ vượt qua bể mê đến nơi bờ xa. Sao em ru ạ? Thì ca sĩ là bị bể tiếng rồi phải không? Tức là chúng ta nhờ nương thiền, nhờ nương vào Phật Pháp mà chúng ta vượt qua những cái khó khăn để chúng ta đến được cái bến bờ hạnh phúc. Đó cũng là một phép lạ. Thì trong đời tu của con và cô bác anh chị em mình, dĩ nhiên là chúng ta phải gặp sự cố, mà chúng ta qua được sự cố thì đó là một phép lạ trong đời của chúng ta. Quý vị mình có gặp chưa? Có từng gặp cái tai nạn lớn lao mà mình vượt qua chưa? Dạ chứ con thấy con có gặp rồi đó. Dạ mình cũng được vượt qua. Không biết là phải cái ngẫu nhiên hay là một cái điều gì màu nhiệm trong đó.
Thì thôi giờ để tóm lại cái chủ đề hôm nay để kết thúc cái buổi nói chuyện là con gửi đến quý vị mình cái chủ đề là phép lạ giữa đời thường. Tức là đầu tiên con nói về phép lạ trong Phật Pháp là có thần thông, có quyền năng. Nhưng mà để hưởng được phép lạ đó là chúng ta phải có đức, có phước, có từ bi hỷ xả và phải gắng công tu. Và một cái phép lạ đặc biệt gần gũi nhất là chúng ta phải tập sống thân thiện, sống biết hối lỗi, sống biết tha thứ, sống biết khoan dung và phải biết vượt qua những cái khó khăn trong cuộc đời của mình. Thì đó cũng là một phép lạ. Thì thôi bây giờ xin được chấm dứt cái buổi nói chuyện hôm nay. Lời nói sau cùng là chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã dành cho chúng tôi có thời gian để tâm sự cùng tất cả cô bác mình về phương diện Phật Pháp. Cảm ơn cô bác anh chị em xa gần đã dành thời gian để đến đây ủng hộ. Xin cầu chúc cho ban tổ chức và tất cả cô bác anh chị em đồng đạo chúng ta được giữ vững niềm tin và tu hành tinh tấn, được từ bi, được hỷ xả để cuối cùng chúng ta được Phật Thầy ban cho chúng ta phép lạ. Đến đây xin được hết trong buổi nói chuyện. Nếu như có điều gì sai sót cũng mong quý vị hãy tình quan hỷ. Chúng tôi thành thật tri ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì xin thưa cùng quý vị, hồi xưa kia ngược dòng thời gian cũng như là lịch sử của Phật giáo, tức là khi Đức Thầy chúng ta chưa vắng mặt thì Ngài có thành lập ba ban. Một là ban nghiên cứu đạo Phật, hai là ban truyền bá đạo Phật và ba là ban chưởng tế. Chính vì vậy mà giáo lý của Đức Thầy hôm nay được phát triển mạnh mẽ từ trong Việt Nam cho đến thế giới. Và khi ra đời khai đạo thì Đức Thầy hằng ước nguyện là ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Và hôm nay mặc dù Đức Thầy đã xa vắng nhưng mà cái ước nguyện của Đức Thầy cũng đã có đôi phần thiết thực và đã đạt được. Như thế giờ đây để tiếp nối chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời cháu Nhung sẽ đến đây có đôi phút cũng như gặp gỡ cùng toàn thể quý vị trong ngày đại lễ hôm nay. Xin trân trọng kính mời cháu Nhung. Thì xin thưa cùng quý vị, người xưa cũng như là Đức Thầy Ngài đã cho biết, tính nữ thiện nam dình mối đạo, dù cho lăn lóc kháng kim chinh. Như thế thiện nam là muốn nói cho quý ông, mà tính nữ là muốn nói cho quý bà. Mặc dù là hoàn cảnh có khó khăn, có cách trở thế nào thì chúng ta cũng cố gắng tiến bước mà tu hành. Vậy thì giờ đây cháu Nhung sẽ có đôi lời gặp gỡ. Vậy trước khi gặp gỡ cháu Nhung, kính mời toàn thể quý vị ủng hộ cho chàng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa nhị vị trụ trì chùa Phổ Long, kính thưa quý chú bác trong ban chi sự, kính thưa quý bậc trưởng thượng lão thành tri thức, quý cụ ông, quý cụ bà, quý cô chú anh chị em gần xa kính mến, kính thưa toàn thể quý cô bác. Hôm nay thì với tiết trời se lạnh của mùa đông, cộng với những tháng ngày vất vả lo toan bởi những đợt chiều cường lên xuống, cuốn theo bao bộn bề bởi đỉnh lũ lên cao, thì giờ đây với tinh thần Phật Pháp, cô bác chúng ta vẫn luôn sẵn sàng tạm gác lại muôn duyên, mặc dù giờ đây là trong cái giai đoạn mà cô bác chúng ta phải bắt đầu vào một cái vụ mùa mới. Chẳng những riêng gì quý cô bác ở địa phương mà quý cô bác ở Hương Lân láng giềng cũng dành rất là nhiều tình cảm cho đạo tràng Bổ Long Tự này, nên mới sẵn sàng sắp xếp thời gian để đến đây tham gia buổi lễ ngày hôm nay khá là đông và đầm ấm như thế này. Thì điều này làm cho con có một cái cảm nhận là dường như dẫu cho đường trần gian có đập dũa phong trần thế nào đi chăng nữa thì cô bác chúng ta cũng không lay chuyển mãi mãi ân giáo dưỡng cô bác mình ha. Hẳn là trong những ngày qua thì tất cả những người con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo dầu đang hiện diện ở nơi đâu trên quả địa cầu này, đang an nhàn tu niệm hay phải bộn bề với cuộc sống mưu sinh, thì con tin là tất cả mọi người vẫn luôn có chung một cái niềm xúc cảm, đó là nghe nhịp tim thở con tim ai chắc cũng đang khẽ gọi ngày cha lành vì dạng loại chúng sinh đến thế gian, chẳng quản nghĩ thân mình diều sanh chúng chật dình câu thể hải. Như có lần ngài cũng đã từng thiết tha cho biết đó quý cô bác, ra khuyên đời hạng cỏ sơn minh diều bá tánh nhớ câu thể hải, miễn tâm được hư vô tồn tại sống ở trần hỏi cải tiền phi. Quý cô bác mình thấy đó, với tấm lòng từ bi vô lượng thì Đức Tôn Sư kính yêu không hề chấp là chúng sanh trong quá khứ đã từng gây duyên tạo nghiệp như thế nào, mà giờ đây nếu thật lòng sám hối thì Ngài luôn sẵn sàng dìu dắt ra khỏi chốn mê lầm cô bác mình à. Và cũng chính vì cái bi nguyện ấy mà Ngài đã sẵn sàng phát lời đại thệ đối với cô bác,
mà Ngài đã từng hệ hải ở biển nào đây quý cô bác? Xin thưa, đó chính là biển Trầm Luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Mà biết chừng nào pháp giới chúng sanh này mới không còn tam đồ lục đạo điêu linh đây cô bác, để những giọt nước mắt của tình dữ vô tình biến thành nước cam lồ thanh lương giải thoát đây. Con nghĩ điều đó chỉ có thể xảy ra khi mà tất cả chúng sanh đều biết lắng lòng nghe theo tiếng gọi thiêng liêng, tìm cầu chân lý phúc duyên tròn đầy mà thôi cô bác mình à. Nhưng để thực hiện được điều này phải nói là vô vàn khó khăn cô bác ơi. Vì từ ngàn xưa cũng có Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài cũng đã từng vì chúng sanh đang đọa lạc trong sáu đường phát lời đại thệ, tìm phương cứu khổ, giúp họ lìa khổ được vui. Được như vậy Ngài mới thành Phật. Thế mà trải qua trăm ngàn ức kiếp rồi, cái hạnh nguyện ấy vẫn chưa được trọn vẹn là bởi vì sao quý cô bác? Bởi vì chúng sanh trong lục đạo hễ vừa đổ ra thì tiếp tục đọa vào, bởi vì cái tập khí tạo nghiệp quá nặng. Mà Đức Tôn Sư cũng đã từng cho biết, tâm kẻ hung thì làm chuyện cố lì, chẳng có sợ mang điều tội phước cô bác ơi. Cho nên với cách nhìn của một bậc đại giác thì lúc nào Đức Tôn Sư cũng luôn hằng mong ước một điều cô bác mình à. Thấy dân tình luôn những ước mong, gặp giống tốt hãy mau cài cấy đi quý cô bác. Cho nên cái vụ này quý cô bác mình vui lòng đỏ giống đi quý cô bác mình ha. Bởi vì á, chỉ có ruộng tâm mà gieo hạt giống lành á, thì hoa thơm mới quả ngọt chiểu cành trái ngon. Còn ruộng lòng của mình mà cứ thích gieo hạt bồ hòn thì chắc hoa hôi quả đắng héo hon cuộc đời luôn cô bác ơi. Bởi vì á, chỉ có ruộng tâm gieo hạt giống lành thì hoa thơm mới quả ngọt chiểu cành trái ngon là như thế. Cho nên con mong là tất cả quý cô bác mình hãy cùng nhau nỗ lực tiến tu. Bởi vì những cái tình cảm mà Đức Tôn Sư đã dành cho mỗi người á, qua giáo lý, cô bác chúng ta cũng đọc và hiểu và đủ cảm nhận được một điều, là cái tình thương mà Đức Tôn Sư đối với mỗi người á, tuy xa cách nhưng tình hầy mãi như là vậy, cha mong mỗi con về nhà chánh giác. Bởi vì chỉ có nơi ấy mọi người mới thực sự có được một cuộc sống gọi là sum dày ấm áp, không còn lo bão táp với mưa xa. Những cơn mưa làm ướt đậm lệ nhỏ vì lắm cảnh vắng cha bao năm tháng. Nên thôi giờ mình ráng đi cô bác mình ơi, tạm ngưng đạo đức ít ngày thì cũng qua. Điều quan trọng là hiện giờ là cô bác chúng ta cần phải làm gì để hội đủ phước duyên để diện kiến Đức Tôn Sư kính yêu. Đó mới là điều quan trọng đó quý cô bác. Tại vì sao quý cô bác? Bởi vì Ngài cũng thấu hiểu được cái nỗi lòng của cô bác chúng ta đang chờ đợi Ngài như thế nào, nên Ngài đã cho quý cô bác chúng ta một cái hẹn đó quý cô bác. Và quý cô bác mình có biết là Đức Tôn Sư đã hẹn mình ở đâu không quý cô bác? Ngài cũng đã từng cho biết là tích đức chờ ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, hoàng cầu đến đó ấm cùng no. Cho nên tất cả những sự nỗ lực của cô bác chúng ta, từ việc hành thiện, ăn chay, niệm Phật với làm lành, lo tu hành giữ gìn giới tịnh thanh, thì cuối cùng mục đích vẫn là lo tích tạo phước duyên bòn công đức. Vậy thì để tích tạo phước duyên bòn công đức thì trong cái thời mạt hạ quân mạt pháp này, không gì tuyệt vời hơn và hữu hiệu hơn là cô bác chúng ta phải thực hiện cái pháp môn tịnh độ. Bởi vì kinh Phật cũng đã từng cho biết á, là trong đời vị lai nếu có chúng sanh nào biết dung trồng cõi thiện á, thì trong tương lai sẽ hưởng được sự vui thắng diệu. Mà nếu mà mình niệm một niệm Phật á, thì có thể diệt trừ được 80 ức kiếp trọng tội trong sanh tử luân hồi, đồng thời cũng có thể gieo duyên lành đến 80 ức kiếp tiếp theo nữa. Thì đây là một điều quá tuyệt vời phải không quý cô bác? Mà hơn nữa Đức Tôn Sư Ngài cũng đã từng cho biết là đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ thì rước lại non bồng. Vậy còn chờ chi nữa mà mình không thực hiện pháp môn tịnh độ phải không quý cô bác? Nhưng mà để thực hiện pháp môn tịnh độ này á, thì quý cô bác chúng ta ai nấy cũng luôn có mục đích chung là muốn lắng lòng tìm lại với chân như Phật tánh của mình, thu vọng thức để quy hồi chân tánh. Nhưng để thực hiện được điều này thì đâu phải là chuyện dễ dàng phải không quý cô bác? Nếu được thì ai cũng thành Phật hết rồi phải không quý cô bác? Cho nên Đức Tôn Sư Ngài cũng đã từng xác định một chánh định thật là rất khó, giữ tấm lòng bất động như như, cho hồn linh yên lặng an cư thời mới được quần nguyên phản bổn. Cho nên muốn niệm Phật thì phải lắng lòng, phải đòi hỏi rất là nhiều yếu tố nữa mình mới thể thực hiện được điều đó. Cứ niệm niệm phân minh rồi miên mặt không buông trôi, không giải đải mơ màng, không hôn trầm, không vọng tưởng lang bang, cứ niệm niệm hoài nơi vô niệm. Mà được điều này thì phải nhiều yếu tố khác cộng lại mình mới được. Khi xưa trong cái môn đồ của Đức Tôn Sư kính yêu thì có ông Bảy Chờ đó với cô bác. Sau khi mà ông đã thọ quy y rồi và thực hiện pháp môn tịnh độ
thì ông đọc đến cái quyển nhì mà Đức Tôn Sư cho biết là niệm Di Đà, ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh. Cho nên ông luôn cảm nhận được một điều, Đức Tôn Sư là một bậc đại giác, thì tất nhiên trong đây là sẽ có ẩn ý gì đây. Nếu không, nếu niệm Di Đà chỉ Nam Mô A Di Đà Phật đơn thuần thì thầy đâu có kêu mình ráng làm gì, phải không quý cô bác? Tất nhiên là khó lắm thầy mới kêu mình ráng. Thế nên ông đã đến và diện kiến Đức Tôn Sư và thưa hỏi. Và cuối cùng Đức Tôn Sư đã cho ông biết một điều: nếu ông muốn niệm thì cần phải hội đủ được ba yếu tố sau. Thứ nhất là phải biết thương yêu, thứ hai là phải biết tha thứ, và thứ ba là phải biết giúp đời. Thế nên ngày hôm nay con muốn lấy ba cái thánh ý của Đức Tôn Sư này để cùng nhau trợ duyên với quý cô bác chúng ta, cùng phân tích sâu vào để cô bác chúng ta đồng trợ chuẩn lẫn nhau trên bước đường chuyên câu tịnh độ cô bác mình ha. Cô bác mình có đồng ý không ạ? Dạ con xin cảm ơn quý cô bác mình rất là nhiều. Dạ kính thưa quý cô bác, vậy thì nói với vấn đề mà thương yêu, tha thứ hay giúp đời là hẳn nhiên trong lòng quý cô bác chúng ta đã luôn có những cái khái niệm riêng, và ai nấy cũng có cái cách thể hiện riêng. Nên ngày hôm nay con chỉ cô động lại phần nào thôi, mong quý cô bác chúng ta cũng quan hỷ cho con. Vậy thì phần thứ nhất thương yêu á, thì theo con được biết nó là cái những cái xúc cảm của mình được phát khởi từ thiện tâm của mọi người trước cái nỗi khổ niềm đau của người khác. Thấy khổ người á, thì lòng biết xót thương, thấy đói biết chia cơm sẻ áo. Ở chòm xóm thì luôn lấy câu hòa hảo, trong gia đình luôn giữ đạo hiếu nhân. Đó là cái tình thương đối với cô bác. Bởi vì nhiều khi mà chúng ta đã thực hiện pháp môn tịnh độ, mình có thể đi đến rất là nhiều đạo tràng, thường xuyên lui tới. Nhưng mà nhiều khi mà chúng ta không để lòng đến quan tâm đến những người xung quanh mình, đôi lúc nhà ở bên cạnh người ta nghèo khổ, không có gạo để ăn, thì mình cũng không chia sẻ được, thì điều đó nó cũng không đúng với cái nghĩa của một cái người con tín đồ Phật giáo hòa hảo thật sự. Cho nên điều quan trọng là mỗi người chúng ta cần phải phát khởi cái tình thương để cùng chia sẻ, dìu dắt lẫn nhau trên con đường đạo đức. Mà Đức Tôn Sư cũng đã từng khuyến bảo là dòm xem kẻ khó tạo tầng mới rộng tâm san sớt dắt lần với nhau đối với cô bác. Đồng thời Đức Tôn Sư chẳng những muốn môn đồ của mình phải hiện tình thương giữa người với người, mà còn phải thể hiện tình thương đó với sinh vật xung quanh mình nữa quý cô bác mình nè. Bởi vì Ngài cũng cho biết là sinh vật cũng có thân xác, cũng có linh hồn, cũng biết tìm lẽ sống còn giống như nhân loại vậy. Thế nên ta cần phải biết thương yêu và che chở cho chúng. Nếu quý cô bác mình có điều kiện, tùy lòng tùy sức của người đời nay mà mình phóng sanh, nếu không có điều kiện nữa thì mình ít nhất cũng đừng có làm hại đến chúng sanh quý cô bác mình nè. Bởi vì gần đây con có coi một cái chương trình gọi là Chuyện Lạ Thế Giới đó quý cô bác. Tại vì ở trên một cái đất nước Nhật nè, người ta thường nổi tiếng với một cái món ăn là bít tết đó, bít tết bò đó quý cô bác. Thì họ chăn nuôi bò với một cái công nghệ rất là đặc biệt. Họ cho ăn những cái loại cỏ cực ngon, bên cạnh đó còn thậm chí là cho uống sữa luôn quý cô bác. Họ đầu tư đến cỡ đó. Đặng chi vậy quý cô bác? Đặng cái con bò này nè, nó tăng trưởng lên trong một cái không khí thật là thoải mái, có như vậy thịt nó mới ngon. Và thế là trong một cái ngày nọ, có một cái con bò này được đưa vô cái khu mà lò giết mổ tập trung đó quý cô bác. Thì khi đến nơi, con bò này khi mà những cái người công nhân đến để lùa bò ra thì nó mới quỳ xuống, nó khóc nức nở cô bác mình ơi. Khi mà nó khóc như vậy thì những người này cảm thấy rất là hoảng sợ, nhưng mà họ cũng không hiểu gì sao mới kêu vài người nữa, khoảng 10 người nam giới sức khỏe rất là tốt quý cô bác, mà lại lôi con bò này là không sao lay chuyển được. Mà thậm chí là trong lúc đó, phóng viên cho biết là nó khóc nức nở như một đứa trẻ. Thì lúc bấy giờ những người ở nơi đó cảm thấy rất là xúc động, mặc dù là chuyên nghề giết mổ nhưng cảm thấy rất là động lòng trước cái cảnh tượng này. Hồi đó tới giờ mấy chục năm mình làm trong nghề mà chưa thấy cảnh tượng này. Nên trong số đó thì có hai chú đó khóc rất là nhiều, và chú sẵn sàng nói là từ đây về sau sẽ bỏ nghề, không làm nghề này nữa. Đồng thời những người công nhân ở đây hùng tiền với nhau mua con bò này luôn với cô bác, và đem gửi một cái ngôi chùa gần đó để cho nó có thể tự do sống, và nếu mà nó qua đời thì chôn cất thân xác nó luôn. Cô bác mình thấy sinh vật cũng có thân xác, cũng có linh hồn đó. Nó tánh linh á, thì người vật vẫn đồng, tuy không biết nói nhưng lòng biết nghe cô bác mình ha. Cho nên mình cũng nên thương yêu nó đi quý cô bác. Đó là điều mà Đức Tôn Sư cũng mong muốn mỗi người môn đồ hãy trưởng dưỡng cái lòng từ của mình. Và con thấy là thời gian gần đây chưa có lúc nào mà các phương tiện thông tin đại chúng lại kêu gọi cái tình thương giữa con người với nhau giống như cái giai đoạn này cô bác. Bởi vì gần đây á, ở bên Trung Quốc á, có xảy ra một sự việc. Đó là một cái bé gái chỉ có 2 tuổi thôi quý cô bác.
thì trong quá trình tập đi đó, gia đình sơ suất đi, em mới đi ra ngoài đường, mà chỗ đó là khu trung tâm mua sắm nữa chứ, thì bị một chiếc xe tải cán ngang đó cô bác. Khi mà chú xe tải này, chú phát hiện là cán một đứa bé gây tai nạn rồi, sẵn sàng nhẫn tâm cán thêm một lần nữa để đưa em dần đến cái chết đó cô bác. Vậy mà em không chết, em bị thương rất là nặng. Thì trên cái chiếc camera mà ở ngoài đường đó quý cô bác mới thu lại cái hình ảnh đó. Cho nên trong cái quá trình mà em bé bị thương như vậy, đang khóc la rất là thảm thiết và rất cần sự giúp đỡ của những người xung quanh, thì trong cái số đó có rất là nhiều người đi ngang qua, thậm chí là 18 người luôn quý cô bác. Đi xe đạp có, đi bộ có, rồi trong số đó có một người phụ nữ dẫn một đứa con bằng trạng tuổi của em bé này luôn đi ngang qua, nhưng mà sẵn sàng thờ ơ lạnh nhạt bỏ mặc, còn dẫn con mình đi lẹ lẹ đừng ra khỏi cái khúc này nữa. Rồi bên cạnh đó cũng có một bác, đó là bán hàng ở gần đó nữa, mở cửa đi ra rồi nhìn rồi bỏ đi luôn. Thì cuối cùng cho đến cái người thứ 19 quý cô bác là một cái bà lão lụm rác. Khi mà bà phát hiện được em bé này rồi, bà quăng luôn cái bao rác từ sáng giờ mình lụm được, chạy lại ôm lấy đứa bé và hô lên, tri hô lên. Thì cuối cùng gia đình của em này mới phát hiện, tại vì gia đình của em này chỉ cách đó có 100m rồi quý cô bác. Và khi phát hiện thì đem đến bệnh viện thì quá muộn rồi quý cô bác, vì quá trễ. Quý cô bác mình thấy giá như mà tình người có thể trỗi dậy trong lúc đó thì em này có thể sống rồi phải không quý cô bác. Còn cái bác tài xế này còn lạnh lùng hơn nữa quý cô bác. Sau khi mà camera quay được rồi á, thì công an mới bắt chú, mới hỏi tại sao đã cán một lần mà lại còn cán thêm lần nữa. Thì ông mới trả lời là nếu mà cán một lần không chết á, ông phải trả tiền nhập viện tới 1 triệu đô lận. Còn nếu mà cán chết rồi á, chỉ đền 300 đô. Với cô bác mình thấy đó, lạnh lùng chứ. Người ta có thể vì tiền, con người có thể tạo nên những cái giá trị vật chất để hận thù, để rồi cũng chính vì những cái giá trị đó mà con người sẵn sàng cướp đi mạng sống của nhau, rồi sẵn sàng là gây hại cho nhau, tổn thương. Giống như là gần đây quý cô bác mình, cả toàn cả nước chúng ta luôn cảm thấy kinh hoàng, chứ có một cái sự việc là cái tên sát thủ Lê Văn Liện đó quý cô bác, sẵn sàng vào nhà của cái tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang. Sau khi đã giết hai vợ chồng xong thì có một cái đứa bé là có 2 tuổi thôi quý cô bác. Thì đứng trước một cái tên sát thủ như vậy thì em ta mới khóc thật là nhiều. Thì hắn ta mới bảo là khóc thì biết làm gì bây giờ, thôi cắt cổ nó đi. Thế là sẵn sàng ra tay hạ sát luôn đứa bé 2 tuổi. Còn cái người chị là 9 tuổi, sau khi mà điện thoại cầu cứu á, thì cũng bị chém rất là nhiều nhát. Nhưng mà cũng hên em này vẫn còn sống. Còn gia đình này thì 3 người đều mất hết luôn cô bác. Quý cô bác mình thấy đó, nhiều khi mà quý cô bác chúng ta trên bước đường tu học, để rồi mình trải lòng và cảm nhận cái cuộc sống xung quanh, thì cô bác chúng ta sẽ càng cảm nhận được một điều là kính thương biết ơn sư biết giường nào. Nếu không có ngài thị hiện xuống cõi trần gian này thì không biết cái xã hội này nó sẽ như thế nào nữa, phải không quý cô bác? Nhờ có ngài đã đem ánh sáng đạo lý soi từ đài các xá liều cho người trị lạc biết điều nghĩa nhân cô bác ơi. Cho nên cô bác chúng ta hãy cùng nhau góp sức cùng nhau, nếu đã chuyên tu tịnh độ rồi thì hãy đem tâm bi để xóa tan biến động, đem tâm từ để trang trải thương yêu đi quý cô bác mình à. Và cái phần thương yêu thì đến đây con cũng xin được khép lại, và tiếp mật theo đó là cái phần tha thứ đó quý cô bác. Mà tha thứ là gì đó quý cô bác? Là cái trạng thái tâm lý mà cô bác chúng ta không chấp lỗi người khác. Tại vì khi mà quý cô bác chúng ta niệm Phật rồi mà mình giận một ai đó thì niệm có yên không quý cô bác? Hẳn nhiên là không yên nổi rồi phải không quý cô bác? Cho nên mình cũng phải học cách tha thứ. Mà Đức Tôn Sư ngài cũng đã từng khuyên bảo, ta cũng nên tập tánh khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thường lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo đó quý cô bác. Cho nên cũng cố gắng mà quan hỷ thứ tha đây quý cô bác mình ha. Thì nói với vấn đề tha thứ này thì con mới nhớ tới một chuyện. Đó là có một cái chú thầy giáo này nè quý cô bác. Tại vì cuối tuần á, thì chú dạy môn giáo dục công dân là sẽ có một cái tiết là học tới trường tha thứ. Thì cái tuần đầu tiên á, chú mới vô, chú mua cả một cái bao khoai tây quý cô bác. Vô cái chú khoát cho những cái em học sinh đó mỗi em một bọc. Rồi nói với mấy em là từ đây đến cuối tuần, nếu mà các em có giận ai á thì khắc tên người đó ngày tháng năm lên cái củ khoai tây này nha. Rồi chịu khó là bỏ vô bọc ni lông, đi tới đâu cũng xách theo hết trơn đi nha. Rồi cuối tuần vô đây đi thì thưởng. Cái nguyên lớp nghe nói vậy mừng quá quý cô bác, ai cũng nhận bọc 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 khoai tây hết trơn.
Cho nên quý cô bác mình có giận ai, nếu mà không tha thứ được, trước hết cũng khắc vô củ khoai tây đi quý cô bác. Nếu mà khoai tây mắc quá, khắc vô củ khoai lang cũng được. Dạ. Thế là khi mà mấy đứa em này đem củ khoai tây vào nhà xong, mấy ngày sau cứ xách đi, xách tới, xách lui hoài, giận ai cũng ghi vô như vậy. Thì cuối tuần vô tới tiết của thầy, cái nói sao, hổng gài mấy em xách bọc khoai tây này thấy dễ chịu không? Nó dạ không thầy ơi. Rồi thậm chí là khoai tây bữa nay tới một tuần lễ rồi mà khắc chữ lên đó nữa, cái nó bị phân quỷ cô bác. Trời ơi, hôi lắm. Rồi cả lớp cộng ai nấy cũng đồng thanh là trả lời là khó chịu lắm thầy ơi. Thì cuộc sống cũng vậy đó quý cô bác. Đức Tôn Sư cũng cho chúng ta biết là ganh ghét hờn chỉ thảm muôn bề chứ không phải một bề nữa. Nên mình cố gắng mình bỏ đi, bỏ cái bọc khoai tây đó sớm sớm đi quý cô bác mình ha. Dạ. Mà nhiều khi nói vậy chứ quý cô bác mình lớn tuổi á, mà để tha thứ cho những người mà nhỏ hơn mình mà xúc phạm mình không phải là chuyện dễ nữa quý cô bác. Nó khó lắm quý cô bác, không phải dễ đâu. Cho nên cái những gì mà thánh ý của Đức Tôn Sư nói ra là nó luôn ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa. Tại vì quyết dời chằng nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dạy biết vậy thôi à. Giống như có một vị thiền sư vậy đó quý cô bác. Một ngày nọ đang trời rất là trăng thanh gió mát đi, ông mới đi dạo. Thì đang đi dạo thì ông mới gặp cặp cái hàng rào có một cái rế. Ông ta mới phát hiện ngay chắc là có chú tiểu nào đây trốn chùa đi chơi đây. Nên ông thay vì ở đó đừng đợi dài để gầy lao quát mắng, nhưng không, vậy thiền sư này mới đem dẹp cái ghế đi, cái đi lại ngồi đó tọa thiền. Thế là tới khuya dài đó, cái chú tiểu đó mới leo lên hàng rào, mới đi vào chùa, hoài, sao không có thấy cái ghế mình đâu, mà sao đụng cái gì nó trơn trơn. Mới nhìn lại, thì ra là cái đầu của ông sư phụ mình, ông đang ngồi thiền ngay chỗ cái ghế. Ông hết vía xong, nghi té xuống chút bịch, cái quỳ gối, sư phụ tha cho con đi, mình mốt con không dám vậy nữa. Cái lúc bấy giờ sư phụ không hề quát mắng với cô bác mà nhẹ giọng bảo, thôi trời khuya rồi, con vô con mặc thêm áo ấm đi. Cứ tưởng là thầy mình la mình dữ lắm, ai ngờ lại thương mình như vậy. Vậy mà cái đức của ông thầy đó lại cảm luôn tất cả chú tiểu ở trong chùa. Từ đó về sau không có ai dám đi trốn chơi nữa hết trơn quý cô bác. Cho nên ngày hôm nay cô bác chúng ta cũng thế đó quý cô bác. Chúng ta cũng cố gắng cái lòng ba thể hiện cái lòng bao dung của người trên đối với kẻ dưới đi, để cho cuộc sống của chúng ta luôn mãi mãi được yên bình cô bác mình à. Giống như hôm trước có một cái vụ án là nói lên thử bao dung của một bà cụ này khoảng 80 mấy tuổi quý cô bác, ở dưới Long An mình nè. Thì cái con của cô này á, là phóng viên của báo Lao Động quý cô bác, là nhà báo Hoàng Hùng đó. Thì ông á, thường xuyên đi công tác, cái cô vợ ở nhà đi, cổ đi lên trên Campuchia trên, quý cô bác đi lên trên casino của chảnh, cổ đánh bài thua tới 1.5 tỷ lần. Khi mà cái ông chồng đi về phát hiện á, thì cô quyết định bịt đầu mối thiêu chết ông chồng luôn quý cô bác. Vậy mà khi đưa vào bệnh viện còn cái hơi thở cuối cùng thì cái chú này không hề khai ra cái người thủ phạm là ai, mà chỉ rưng rưng nước mắt rồi chút hơi thở cuối cùng luôn. Rồi cái người mẹ già của ông á, thì đang ở dưới quê mà cảm thấy rất là đau lòng. Mà sau khi cái người dâu á, mà thú nhận cái tội của mình rồi, thì cái ông xui ở bên xui gia đó, ông mới quỳ trước mặt bà này dâng trà tạ tội luôn. Tôi xin lỗi chị, tại vì tôi không biết dạy con nên mới gây ra cái sự tình như thế này. Nhưng cái bà lão này đầy lòng bao dung với cô bác, bà mới nâng chú này lên và bảo là thôi, con tôi đã chết á, thì cũng đã chết rồi. Nếu mà đau buồn đi chăng nữa thì cũng không sao giải quyết được vấn đề nữa. Nên thôi bây giờ mình hãy bỏ qua đi. Anh thì cố gắng giữ gìn sức khỏe để nuôi cháu ngoại, còn tôi thì cố gắng để nuôi cháu nội, để cho cuộc sống của mình nó dần đi an bình đi. Chứ quan tương báo hoài biết bao giờ mới dứt. Quý cô bác mình thấy ngưỡng mộ ghê quý cô bác. Mặc dù bà này không biết tu nha quý cô bác, cho nên mình biết tu rồi mình cố gắng nỗ lực hơn quý cô bác, tha thứ quyết liệt mới được. Và cái phần thứ ba đó là phần giúp đời quý cô bác. Thì nói đến vấn đề giúp đời này là tất cả những việc từ thiện mà cô bác chúng ta sẽ tham gia trong cuộc sống. Và con chưa từng thấy cái tình người lại trở nên ấm áp giống như cái kỳ lũ này quý cô bác. Khi mùa lũ chặn về, mặc dù nó cướp đi rất là nhiều những của cải vật chất của cô bác chúng ta, nhưng bên cạnh đó nó cũng cho quý cô bác chúng ta cảm nhận được một điều, đó là tình người lại thật là ấm áp khi mà nước lũ tràn về cô bác mình à. Tại vì thời gian có hạn nên giờ đây thì con cũng xin được tóm kết đi. Tại vì đối với mọi người chúng ta thì trên bước đường tu ai nấy cũng có được cái tâm niệm, cũng có cái đạo tâm mạnh mẽ rồi, thì những cái vấn đề này nó rất là quen thuộc thôi. Vậy thì trước khi dứt lời con cũng xin được
cầu chúc cho tất cả quý cô bác chúng ta trên bước đường tu thì ai nấy cũng luôn niệm Phật rành đi liễu ngộ bước đăng trình, mang hành trang thương yêu tha thứ quyết lần tin, dành pháp bảo giúp đời thêm tỏ rạng đi, để rồi sáng thiện tâm luôn sáng ngát tình người, trong tương lai quả vị mãi đẹp tươi. Đến đây thì con cũng xin được tạm dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.